Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu à, Rất vui được gặp lại các bạn Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 4 Cũng chính là tập cuối của chuyện Chúng ta cùng đón nghe những diễn biến cuối cùng sau đây Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác Do Mai diễn đọc nha các bạn Tập cuối Vũ nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn của cô trầm mặc không trả lời Anh ta nghĩ rằng Hân và Vân chỉ là người yêu của nhau thôi nhưng nào ngờ Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên Và anh biết cô có bạn trai rồi Nhưng Vũ cứ muốn tiếp cận Chỉ cần cô đáp trả Đồng nghĩa với việc anh còn cơ hội Bây giờ mọi việc rõ thế này Vũ thua anh rồi Cá đi Không cần đưa nó cho tôi xem Anh ta chậm rãi trả lời Hân lạnh giọng Vẫn là người của tôi Cậu từ bỏ ý định trong đầu mình đi Là đàn ông với nhau Hân hiểu anh ta nghĩ gì từng cử chỉ ánh nhìn của Vũ anh đều để ý rất kỹ. Nhưng đáng tiếc, Vân đã là vợ của anh rồi và tất nhiên Hân sẽ không để ai dòm ngó tới vợ mình dù chỉ là liếc nhìn. Nếu tôi không từ bỏ, Hân nhách môi cười nhạt, vậy cậu thử đến gần cô ấy xem. Sau khi Hân đứng lên rời đi, anh cất bước đến chỗ cô, vừa tới thôi thế mà đã lấy áo mình khoác lên cho cô. Anh chắc chắn cái tên Vũ kia nhìn trộm cô, anh không muốn hắn nhìn cô tẹo nào cô lên tiếng hỏi sang qua đây ạ tìm em cô kêu anh ngồi đợi mình thế mà anh cố chấp đi ra đây anh không đáp nắm tay cô đi vào cùng mình cô là khách kia mà cần gì đứng mãi như vậy anh ôn nhu nói em ăn gì chưa cô lắc đầu em chưa ạ đi sớm quá cô chưa ăn gì lúc này cũng ăn cái bánh nhỏ cho đỡ đói thôi ngồi đây nhé anh lấy đồ ăn cho em trước khi đi anh hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước trước kia đều người khác phục vụ anh Bây giờ phó thừa hân anh tự tay làm mọi thứ cho cô Có lẽ anh thay đổi rất nhiều vì cô Vân ngồi yên đó chờ anh mang thức ăn cho mình Chẳng phải lúc sáng hai người còn giận nhau Đến tối rất hòa hợp Nhưng là chưa từng có chuyện gì xảy ra Nghĩ đi nghĩ lại đúng là buồn cười thật Hai người tình tứ đút thức ăn cho nhau Ngồi cùng bàn không chỉ có anh và cô Mà còn có phó hành, Minh và cả Vi nữa Vậy mà cô và anh rất tự nhiên thể hiện tình cảm cho nhau Lúc này giọng bà Nhan vang lên Đây là bạn gái cậu à? Hôm nay bà được mời tới đây tham gia buổi tiệc Thấy anh, bà và trợ lý cũng đi tới chào hỏi Dù sao cũng là đối tác Nên việc ai chào hỏi ai trước cũng không còn quan trọng Và lại bà rất có thiện cảm với anh Đúng, cô ấy là vợ tôi Câu nói này anh lặp đi lặp lại nhiều lần hân chỉ sợ người khác không biết cô là vợ mình nên nay cô không ngần ngại giới thiệu. Nhìn thấy Vân, đột nhiên tim bà Nhan đập rất nhanh, mắt bà cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt đó vì sao quen thế nhỉ? Nhìn vào, cô khiến bà nhớ tới con gái của mình. Cảm xúc của bà bỗng rối loạn, người trước mặt này bà chưa từng gặp, nhưng bà có cảm xúc rất quen, tại sao lại thế nhỉ? "Chào bà Nhan." Anh nói nhỏ vào tai cô, sau đó cô đứng dậy cúi đầu chào bà. Vân khó hiểu Bộ mặt cô dính cái gì hay sao Bà nhìn cô mãi vậy chứ Được khách sáo mà Không làm phiền hai người nữa Tôi đi trước đây Chỉ là chào hỏi vậy thôi Thế anh ngồi cùng bạn mình Cho nên bà cũng không muốn làm phiền Cô thì không có gì Nhưng bà thì khác Hân vừa thấy biểu cảm của bà thay đổi rất nhanh Chẳng nhẽ bà cảm nhận được ư Không cần lo lắng Thời gian bà nha ở thành phố này vẫn còn lâu Cho nên cơ hội cho hai người gặp nhau vẫn còn nhiều Cô hỏi nhỏ anh, thưa anh à, bà ấy là ai thế hả? Sau này em sẽ biết. Cô xa mẹ từ nhỏ, bây giờ cũng chưa nhận ra ngay là đúng, nhưng không sao, anh sẽ từ từ giúp cô. Anh và cô ở lại chơi khá lâu, 9 giờ tối mọi người bắt đầu ra về. Vân và Vi cùng nắm tay nhau ra ngoài, còn anh thì đi kế cạnh cô. Là nó, bên cạnh nó không có ai, chúng ta không cần phải sợ. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, bỗng nhiên đám người áo đen tầm 9 10 người chặn đường bọn anh lại. Hân thấy vậy kéo cô phía sau mình, anh đứng trước bảo vệ cho cô, mình lên tiếng: "Bọn họ tìm tôi." Nhìn thôi nhận ra đám người đó đang tìm mình, bởi vì lần trước mình có đụng chuyện với bọn họ một lần. Hôm nay đến đây là để trả thù anh. Phó hành hỏi: "Minh, anh mang người tới không?" Có nguy hiểm, cho nên phó hành cũng để vi ở sau lưng mình dù sao cũng là con gái chân yếu tay mềm sao anh có thể bỏ mặc tất nhiên rồi thần lão đại một bang phái lớn sao anh có thể ra ngoài không mang theo người đám người kia thấy mình đi một mình to gan như vậy chỉ cần cuộc gọi của mình chưa gì người quanh vội vàng xuống xe Để tới chỗ lão đại đang đứng nhưng rồi có thêm một nhóm nữa đi tới số lượng không thua kém gì bên kia vân nhìn cảnh này đôi mày cô cau lại sao có tận hai nhóm đám người này do ai phái tới mục đích của bọn chúng là gì mình xoay người nhìn anh cười nhạt Lần này tới lượt cậu Em vào trong chờ anh nhé Anh không đáp lời Minh quay qua nói chuyện với cô Ở đây thực nguy hiểm Anh không thể xem chừng cô được Không em không đi đâu Để anh một mình cô cũng không yên tâm Cô sợ anh bị thương đến lúc đó thực không biết phải làm sao nữa Ngoan nghe lời anh Anh đưa tay xoa xoa đầu cô Phó hành nhìn Vi nói Cô với chị dâu vào trong đi Khi nào xong việc mới được ra biết chưa Đi nhanh đi Bọn anh lo cho cô với Vi bị thương thôi Nghe vậy Vi nhanh chóng cùng cô di chuyển đi nơi khác Theo lời của anh và phó hành Mình đưa cho mỗi người một con dao Cầm đi Chuẩn bị sẵn sàng chưa Đây là lần thứ hai trong năm Anh bị người khác ám sát Đám người này không biết tốt xấu Lần này không nương tay với bọn họ Dù không chung tổ chức Nhưng bọn áo đen này chung một mục đích Đến đây giết người Bọn họ cùng nhau xông lên một lượt Người của Minh rất đông nên chia nhau ra để giải quyết mỗi bên vân và vi đứng một góc quan sát tình hình cô nghĩ những cảnh đánh nhau máu me thế này chỉ có trong phim thôi chứ nhưng mà không cô chứng kiến tận hai lần rồi lần nào cũng hồi hộp lo lắng như nhau vân à cậu đoán xem bao nhiêu phút nữa mới giải quyết xong đám người đó chứ tớ làm sao biết với cả bên kia đông vậy sao bọn anh xử lý trong vài phút được Đám người áo đen thấy tình hình không ổn Bọn chúng cũng không thể địch lại được người của mình Thì nhanh chóng rút lui Kể cả nhóm sau khi vừa tới Mình nói Cậu bị thương rồi kìa Anh hai anh không sao chứ Phó hành cũng đi tới hỏi Hàn anh Anh lắc đầu Chỉ bị một vết ngay bắp tay thôi Không thành vấn đề Đánh nhau thì phải bị thương Đó là chuyện quá đỗi bình thường Xong chuyện vân mau chóng chạy tới chỗ anh xem Thấy cánh tay của Hân bị thương Cô vô cùng suốt ruột Chết rồi anh bị thương rồi để em xem nào Vẻ mặt cô vô cùng lo lắng Đánh nhau như vậy ban đầu cô có dự cảm không lành rồi Anh lên tiếng an ủi Không sao đâu em đừng lo Đỗ Minh nói Mọi người về trước đi Ở đây tôi lo liệu được Vậy em đưa anh ấy về trước Cực cho anh rồi Phó hành đáp Minh thấy vậy gật đầu Phó hành lái xe đến chỗ anh Vân màu chóng đưa anh vào trong ngồi Vi thì ngồi lên ghế lái phụ cùng anh Anh lên tiếng nói chuyện với em trai mình Gọi bác sĩ Nguyễn tới phó viện giúp anh Dạ được rồi ạ à. Anh cúi đầu nhìn cô Anh cảm thấy ấm lòng khi được Vân hết mực quan tâm lo lắng Anh nhẹ giọng Không sao đâu Chỉ là vết thương ngoài da thôi Bị như thế anh bảo ngoài da Nhìn vết thương không ngừng chảy máu Cô thấy vậy lấy áo khoác của anh cột lại để cầm máu Anh bị thương khiến tim cô cũng rất đau Hai mắt Vân lúc này đỏ hoe Gần đi sắp khóc rồi Anh ôm cô trong lòng Vết thương có chút đau nhưng tâm trạng anh thì lại vui, chỉ cần cô quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến anh vui vẻ cả ngày. Sau khi đưa cô về nhà, Phó Hành tăng tốc chạy về phó viện, bác sĩ Nguyễn cũng đã chờ sẵn ở nhà. Hân vừa về nhà, bác sĩ Nguyễn lập tức chữa trị vết thương cho anh, khử trùng xong rồi băng bó lại. "Đây là thuốc giảm đau cậu uống đi, ngày mai tôi đến thăm khám, mà không được để vết thương trúng nước đâu đấy." "Được rồi, cảm ơn ông." Quả dâu đưa vị bác sĩ kia về Còn anh được Vân dìu lên phòng Bác sĩ dặn không được để vết thương trúng nước Cho nên cô mang thau nước ấm từ phòng tắm đi ra Sau đó lấy khăn để lau người cho anh Cởi áo ra đi em lau cho anh Anh không làm được em cởi giúp anh Anh thấy vết thương của mình cũng làm đúng với cô Bắt buộc cô phải tự mình cởi áo cho anh Hai người cũng quá quen thuộc rồi Cô cũng chẳng thấy ngại Nhưng cô thực sự muốn đánh chết người đàn ông này Tại anh cứ đang không ngừng làm loạn vì bị thương cho nên cô đành cố nhường nhịn anh Do anh bị thương ngay tay phải Vận động cũng có chút khó khăn Sáng sớm cô vệ sinh cá nhân giúp anh Cô nói Anh ra ngoài cho em chút nhé Cô chưa rửa mặt nên kêu anh ra ngoài chờ Bây giờ cô mới hiểu Chăm sóc một người sao mà khó đến vậy Cô không than vãn Nhưng anh là người câu giờ của cô Gọi dậy từ lúc 6 giờ sáng Thế mà anh ngủ nướng hơn 10 phút nữa mới dậy Anh trước giờ chưa từng thức trễ nhưng sao hôm nay lại thế chứ nếu anh chịu hợp tác với cô thì tốt biết mấy lúc nào cũng thừa cơ hội quậy phá cô thôi phó thừa hân anh trở thành con nít từ bao giờ thấy trễ giờ anh không chọc cô thêm nữa anh tự mình mặc đồ tay vẫn có thể cử động được nhưng anh muốn cô chăm sóc mình thôi xong xuôi mọi thứ hai người xuống phòng ăn dùng bữa sáng cô tự động đút cho anh anh bị tay phải Việc ăn uống bằng tay trái cũng khá khó khăn Cho nên Vân tự mình làm cũng không mất quá nhiều thời gian Hôm nay anh nghỉ làm ở nhà đi bế thương như thế này sao mà làm việc được Anh nghỉ một ngày cũng không sao Mọi việc có trợ lý Trần lo liệu rồi mà Nếu như có việc quan trọng Trần Hạo gọi cho anh giải quyết Anh trầm giọng Thôi sao đâu Trưa nay anh về với em Dù sao anh vẫn phải đến tập đoàn làm một số việc khác Còn phải điều tra xem Chuyện tố qua do ai đứng sau Thôi được rồi, như thế thì được Công nhận anh siêng năng thật Bị thương hay bệnh cũng không chịu nghỉ làm Đúng là chủ tịch, tính kỷ luật cũng vô cùng tốt Một lát sau, trợ lý Trần đi tới Cô tiếp tục dìu anh ra xe Trần anh không bị gì cả Nhưng anh bắt buộc cô phải đỡ mình thì mới chịu đi Sao hôm nay cô lại dìu anh á? Chuyện tối qua, trợ lý Trần không hay biết điều gì Bởi vì anh không đi cùng Chở cô đến trường xong Hai người về công ty Xuống xe trợ lý Trần thấy thế định đỡ tay anh Nhanh thẳng thường từ chối Không cần đâu tôi tự đi được Có Vân cho nên anh giả vờ Mình bị đau Muốn nũng nịu cô chăm sóc tận tình một chút thôi Ở đây không có cô Anh cũng không cần phải làm bộ nữa Chủ tịch à Tối qua xảy ra chuyện gì thế Trợ lý Trần lên tiếng hỏi anh Nhưng anh ta rất e dè Sợ anh nổi giận với mình Anh không đáp mà hỏi ngược lại Mùa ám sát lần trước có kết quả chưa Dạ trước khi đám người kia kiếm tới chuyện với ngài Có một số lạ gọi điện cho bọn họ Cách 10 phút Tôi điều tra số máy đó của Chu Giang Tôi tìm được đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai bên Trợ lý Trần tìm ra kết quả được hơn một tuần nay Nhưng bởi vì bận Cho nên anh quên báo cáo với anh Tốt lắm Giữ tất cả những bằng chứng đó cho tôi Anh chắc chắn vụ tối qua liên quan tới Chu Giang bởi vì sau chuyện bị ám sát không thành phó thừa hân đã lệnh cho phó hành Trẻ ép chu thị một chút bởi vì chuyện đó chu gia ghi hận trong lòng chu giang kia cũng rất thủ đoạn sao ông ta chịu để yên cho anh nhất định anh diệt cỏ diện tật gốc tránh hậu quả về sau điện thoại vang lên hân không nhanh không chậm bắt máy bà nha à có chuyện gì thế đột nhiên bà gọi cho anh làm gì à không hôm nay chúng ta có cuộc hẹn sẵn tôi mời cậu đến nhà tôi dùng cơm Bà chậm rãi nói Còn nữa cậu có thể đưa vợ mình theo Bà do dự một lát thì lên tiếng tiếp Bà không biết vì sao bản thân rất rất muốn gặp cô lần nữa Nên hôm nay bà mời anh và cô qua nhà mình dùng bữa để có nhiều thời gian nói chuyện Tôi muốn hỏi bà một số vấn đề Nếu bà không ngại Sẵn tiện đây hân hỏi bà một vài câu liên quan tới chuyện trước đây Cậu cứ hỏi đi Bà cắt ngang lời anh có phải trước đây bà từng có một cô con gái đúng chứ? Đúng, nhưng có người bảo con bé mất cách đây lâu rồi. Khi bà qua Mỹ ổn định cuộc sống của mình, bà có cho người về thăm dò con gái, nhưng kết quả nhận được nghe tin con đã mất. Con gái bà còn sống, tôi có thể tìm giúp bà. Mất ư? Ừ, là ai tung tin này chứ? Thật ư? Cậu cậu không đùa tôi đấy chứ? Bà vui mừng đáp lại. Bà tin tưởng ở lời anh nói thực lòng mà nói, suốt mấy năm qua bà đều nhớ tới cô con gái xấu số của mình. Đương nhiên bà không tin con mất rồi, và lần này bà về đây nhất định tìm được con bà. Không đùa đâu, gặp nhau chúng ta nói rõ hơn. Chuyện đó có ích với người anh yêu, thế nên anh sẽ không đùa. Được rồi, cảm ơn cậu. Nói xong hai người tắt máy, anh chắc chắn như vậy khiến bà càng có hy vọng. Không biết khi gặp lại mẹ mình cô sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ làm mọi thứ để hai người mau chóng nhận ra nhau Trên bàn làm việc của anh có tấm hình của Vân Anh nhìn sau đó mỉm cười nhẹ Sống gần 30 năm Vậy mà bây giờ mới hiểu và trải nghiệm khi yêu một người Tình yêu của anh đối với cô là thực lòng Và sau này vẫn như vậy, không thay đổi Hai người đang tình tứ ôm nhau trên giường Anh hứa với cô nên hôm nay anh chỉ làm nửa buổi thôi Thời gian còn lại cũng là dành cho cô Thưa anh này Anh có yêu em không Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên Yêu chứ Rất rất yêu Anh nói xong Khẽ hôn lên chán cô Anh yêu cô nhiều thế nào Diễn tả làm sao hết bằng lời nói được Anh sẽ cố gắng dùng hành động của mình Để chứng minh cho cô thấy Vì sao yêu em Có phải em quá xinh đẹp Và đáng yêu đúng không Anh im lặng không trả lời Đúng là Vân càng ngày càng xinh đẹp nhưng cô không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ Sao không trả lời Cô dùng tay khều khều ngực anh Vì em ngốc đấy Anh cười đáp lại lời cô Ngốc á, anh mới ngốc Thử nhìn xem, có ai ngốc mà đẹp như cô không Người đàn ông này đúng là chẳng lãn mạn cái gì cả Cô chu môi giận dỗi Không thèm nói chuyện với anh nữa Anh nhìn thấy hành động của cô Khiến anh thực sự rất buồn cười anh không nghĩ mình yêu một cô gái có tính cách trẻ con như vậy Anh dùng đôi tay nâng cầm cô lên Rồi áp môi mình xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô Sau khi kết thúc anh ôm chặt cô trong lòng Cô không làm gì cả khiến cho anh khó chịu Nhưng không sao Đợi tay anh lành rồi Nhất định anh không tha cho cô Hiếm khi ở nhà Hai người cứ thế tận hưởng không gian riêng của mình Tầm 6 giờ chiều Anh và cô bắt xe đến nhà của bà Nhan Như dự định lúc sáng anh bị đau nhưng cũng không đến nỗi nào, vẫn có thể tự lái xe được. Ban đầu cô không có ý định đến đó, nhưng thế anh đi một mình thì cô không yên tâm cho lắm. Bước vào nhà, bà Nhan rất vui vẻ tiếp đón cô. Lần thứ hai gặp nhau, nhưng bà Nhan không rời mắt khỏi người cô. Cảm giác quen thuộc một lần nữa xuất hiện trong bà. Mau, mau ngồi đi. Bà nhà nói anh và cô cũng ngồi xuống đối diện bà Cứ để con Hai người nói chuyện đi ạ Thấy quản gia chưa ra rót nước mời khách Bà định với tay lấy ấm trà Nhưng Vân đã nhanh nhẹn lấy trước Những việc như rót trà cô làm được Không cần bà phải động tay Bà cúi đầu xuống Vô tình thấy vết bớt trên tay cô Đôi mắt bà mở to hết cỡ Tay cầm ly trà cũng bất giác run lên Bà nhận ra vết bớt này Bà nhớ rõ, trên tay con gái mình cũng có nó và nó giống hệt như bà. Vết bớt cô không thể nào trùng hợp ngẫu nhiên, đều là bên trái, dáng vẻ cũng rất là giống nhau. Vết vết bớt này con có từ khi nào thế? Bà ấp úng hỏi. "Bác hỏi vết bớt này ạ? À? Từ nhỏ con đã có ạ." À? Cô thản nhiên đáp lại bà, còn giơ tay cho bà xem nữa, từ nhỏ trên tay cô đã xuất hiện, vết bớt không lớn không nhỏ. Và cũng không ảnh hưởng gì nhiều Vậy à Tên con Tên con là gì thế Bà tiếp tục hỏi Dạ con là Nhan Tiểu Vân Ly trà trên tay bà rơi xuống đất Hai mắt bà dần đỏ lên trông thấy Nhan Tiểu Vân Đó không phải tên con gái bà ư Cái tên đó chính bà đặt Làm sao bà có thể nhầm lẫn đây Nhìn cô bà không cầm nổi nước mắt Khi gặp cô lần đầu Bà có cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc đến lúc cô giới thiệu tên thì càng khiến cho bà chắc chắn hơn đúng là con gái mà bà mất công tìm kiếm bao lâu nay vân khó hiểu nhìn anh cô nói gì sai đâu sao bà đột nhiên khóc thế này anh lên tiếng ngăn cô thôi em ngồi đó đi không cần dọn đâu thấy cô có ý định dọn dẹp những miếng thủy tinh anh lên tiếng dặn dò cô anh sợ cô bị đứt tay cho nên không để cô dọn bà nha nói con không cần làm đâu bà lấy lại bình tĩnh vụ này bà sẽ hỏi riêng anh bởi bà chắc rằng hân biết chuyện này trước thế nên anh mới là người đề cập với bà đầu tiên cơm tối dùng xong lại thấy vân ở trong bếp cùng quản gia bà lên tiếng hỏi anh về vụ việc của cô cậu biết chuyện rồi đúng không đúng đây là tóc của cô ấy bà có thể đi xét nghiệm adn anh đổi luôn cách xưng hô bởi sau này bà là mẹ vợ của anh nên anh phải nói chuyện đàng hoàng một chút bà cười cười được rồi cảm ơn cậu nhưng sao cậu phát hiện ra? Cô ấy luôn giữ tấm hình lúc trẻ của bác và Vân nhờ con tìm lại mẹ giúp cô ấy. Anh đưa hình cho bà xem, đúng là tấm hình lúc còn trẻ của bà, nhưng vì sao cô có nó đây? Trong lòng bà cảm thấy có lỗi với cô, vì bỏ rơi cô trong suốt những năm qua. Bà không muốn, nhưng vì cuộc sống nên cô đành phải làm như vậy. Mong cô tha thứ cho người mẹ vô dụng này. Bà đau lòng nói, tôi không đáng làm mẹ chắc chắn vân nó hận tôi lắm khi cô biết bà chính là mẹ mình sẽ phản ứng thế nào vui hay buồn có phải cô rất hận người mẹ này đúng không bác đừng nói thế con sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy nhờ cậu ngày mai tôi xét nghiệm adn rất nhanh có kết quả thôi với bà không cần xét nghiệm cũng được vì bà tin chắc cô chính là con gái mình nhưng nhớ đâu cô không tin thì còn có cái để chứng minh mọi thứ là sự thật hơn gật đầu Hai người ngồi không lâu thì ra về Ở trong xe từ đầu tới cuối Vân chẳng nói câu nào Đúng Trong đầu cô nghĩ tới hành động bất thường của bà Nhan Và khi cô thấy bà khóc Cô khá là đau lòng Cô cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa Còn cảm giác trong cô lúc nào cũng là lạ Cô không biết diễn tả làm sao Cô biết cô đang suy nghĩ tới chuyện gì Cho nên Hân cũng đành im lặng Anh cho cô thời gian suy ngẫm mọi chuyện trước đã ngày mai là cuối tuần cô không cần phải học bài về đến nhà cô thay đồ rồi sau đó lên giường nằm với anh có chuyện gì thế nói anh nghe xem thế cô mãi không nói chuyện anh mở lời với cô trước không có gì em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi em có muốn biết mẹ mình ở đâu không sao nay anh hỏi vậy nhỉ tất nhiên cô muốn gặp lại mẹ cô rất có nhiều câu hỏi muốn hỏi bà anh biết à anh gật đầu cũng đến lúc nói hết mọi chuyện cho cô biết Cô tiếp tục hỏi Có phải là bà ấy đúng không? Nhìn biểu cảm của anh cô hiểu vấn đề Khi bà nhàn hỏi cô về vết bớt kia Cô để ý trên tay bà cũng có Nhưng cô chọn cách im lặng không nói Phải rồi Anh cho người điều tra rồi Bà ấy đúng thật là mẹ em Đợi khi có kết quả ADN em sẽ rõ Nghe anh nói vậy Khuôn mặt cô chẳng có biểu cảm gì cả Bởi vì văn đoán ra được phần nào rồi trong lòng cô rất muốn gặp mẹ mình nhưng khi gặp nhau rồi cô chẳng biết bắt đầu từ đâu xa nhau lâu như vậy khiến cô cũng có chút không quen vân cứ thế nằm ở trong lòng anh cô không đáp lại câu nào bởi vì suy nghĩ chuyện đó đến tận một giờ sáng cô vẫn chưa ngủ được cô nhẹ nhàng gỡ tay anh sau đó cất bước rời khỏi phòng cô xuống bếp rót ly nước uống và kéo ghế ngồi lại một chút nghĩ tới cô khó ngủ nếu kết quả trùng khớp thì sao nhỉ Và cũng có nghĩa Cô đã tìm được mẹ mình rồi ư Vừa vui vừa lo Bởi cô sợ một ngày nào đó Bà lần nữa rời bỏ cô Thiếm vui lên tiếng Sao con không ngủ đi Sao lại ngồi đây thế Giật mình tỉnh lại Thiếm vui cảm thấy khát ra ngoài uống chút nước Nhưng nào ngờ lại thấy cô ngồi ở đây Dạ con lấy nước ạ Nhìn vẻ mặt cô Thiếm biết rằng trong lòng cô đang có tâm sự cho nên bà ngồi xuống cạnh cô Khuya như thế rồi không ngủ Có chuyện gì khiến con buồn lòng đúng không Nuôi cô từ bé Thím hiểu tính cách của cô Thường có chuyện gì buồn cô đều thức khuya như thế này Im lặng một lúc cô cắt giọng Con tìm được mẹ rồi ạ Nhưng mà Lúc về nhà cô tìm lại hình ảnh So sánh hai tấm hình với nhau Đúng là mẹ rồi Mẹ cô trước kia và hiện tại Không có gì thay đổi quá nhiều Thím vui biết cô đang nghĩ về chuyện này Lần trước anh hỏi thím về mẹ cô Bà trong đầu cũng dần hiểu ra Chẳng phải trước giờ Con luôn muốn tìm lại mẹ mình à Bây giờ tìm được rồi mà Vân, con phải vui mới đúng chứ Vân ngồi dựa đầu lên vai thím Trước đây từng nghĩ rằng có mẹ cũng được Không có chẳng sao Bởi vì thực tế cô cũng quen với cuộc sống này rồi Thế nhưng nhìn mọi người có cha có mẹ Cô lần nữa khanh tị với bọn họ các bạn cùng lớp cũng được cha mẹ bảo vệ Còn cô thì không Trước đây cô thực sự tủi thân lắm Và rồi cô cố gắng học giỏi Sau này cô còn phải tìm lại mẹ Nhưng có điều Cô chưa nghĩ tới cảnh một ngày nào đó Mẹ sẽ gặp được mình Bởi vì cô không biết gì về mẹ Trong tay chỉ có một tấm hình như thế Thì làm sao đủ bằng chứng để tìm kiếm đây Trước giờ cô không hy vọng Về vấn đề đó Thì nói xem Bà có cần con không Liệu sau này bà ấy bỏ rơi con lần nữa không? Vì sao trước đây bà ấy không mang theo con cùng Mà lại để con một mình ở Chu Gia? Cuộc sống ở Chu Gia không dễ dàng gì đối với con Trước đây con hy vọng nhiều Hy vọng ngày nào đấy bà ấy đến Chu Gia đón con Nhưng rồi thì sao? Năm nay con 18 Cũng 18 năm con với mẹ chưa từng gặp dù chỉ một lần Thì nói con nên chấp nhận thế nào? Cô vừa khóc vừa nói Cô đã từng tự nhủ Bản thân không hận mẹ Đúng là không hận Nhưng trong lòng không ngừng trách móc bà ấy rất nhiều thứ Trách bà vì sao bỏ rơi mình Trách bà vì sao để cô sống một mình ở Chu Gia Trách bà đến tận bây giờ Sao mới tìm lại cô Để cô chịu nhiều cực khổ như thế Nghe Tim nói Lúc mang thai con Chu Gia chưa từng chấp nhận mẹ con Bọn họ không hề đối xử tốt với bà ấy Vân này Có nhiều chuyện khó nói con cũng không thể hiểu hết được đâu thím chị muốn con hiểu cho bái một cơ hội đồng nghĩa con cho bản thân mình cơ hội con người ta ai cũng có những sai lầm bái chủ động tìm con chứng tỏ trong lòng yêu thương con con biết chứ thím vui nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe bà hiểu cô vân muốn nhận lại mẹ nhưng lòng sợ rằng mình bị bỏ rơi nên cứ suy nghĩ đắn đo như vậy Nhìn cái ăn mặc hiện tại của bà Nhan Thì vui biết bà không còn như trước nữa Nên cô hãy yên tâm vào điều đó Cô không đáp Chỉ gật đầu rồi thôi Nhưng Vân vẫn ngồi dựa vào thím vui Cho đến khi ngủ say Thím đi ngủ đi Để tôi đưa cô ấy lên phòng Vâng cảm ơn thiếu gia Anh bế cô đi lên phòng ngủ Cuộc nói chuyện của cô và thím anh đều nghe rõ Có điều anh không muốn xen vào tôi Cô không ngủ được Và anh cũng thế Nằm bên cạnh anh biết cô làm những gì mà Anh đứng chờ cô ở cầu thang rất lâu Đợi khi cô ngủ thì anh mới bế cô về phòng Anh muốn cô nói ra hết tâm sự trong lòng để nhẹ nhàng hơn Cô không nói với anh cũng không sao Anh cũng không để ý lắm Miệng cô vui thì anh vui rồi Nguyên ngày hôm nay hai người không đi ra ngoài Cả ngày chỉ dành thời gian cho nhau Hôm qua ngủ khá khuya Sáng nay cô thức hơi muộn Nhưng có điều tâm trạng của cô rất tốt cô cũng không đặt nặng vấn đề đó nữa hân này cởi áo ra đi để em thay băng giúp anh cô mang hộp y tế lên phòng do sức thuốc hàng ngày cho nên miệng vết thương của anh cũng dần khép lại anh chậm giải đáp anh cởi không được đâu đau lắm vết thương đang lành không còn đau anh đừng có nói dối em không tin à vậy anh cởi cho em xem anh giả vờ nhăn mặt khó khăn đưa tay mình lên hành động của anh vô cùng chậm chạp để em Thấy anh làm cô chướng mắt Cho nên cô quyết định cởi áo giúp anh luôn cho nhanh Tối qua anh bế cô lên phòng được Vậy mà hôm nay chỉ cởi áo anh cũng làm không xong Người đàn ông này rất là kỳ lạ như vậy chứ Cô chăm chú thoa thuốc cho anh Khoảng cách quá gần Cho nên anh sẵn tiện đặt đũa hôn lên trán cô Em đúng là rất xinh đẹp Vợ anh thực sự đẹp Khó ai có thể sánh bằng Cô cười ngọt ngào Miệng lưỡi của anh càng lúc càng dẻo đấy Hôm qua anh nhất quyết không chịu khen cô Nhưng hôm nay sao đột nhiên lại nói những lời ngon ngọt như vậy Nhưng mà cô rất thích Thay bằng xong Hai người tiếp tục ôm nhau lên giường Hệ có thời gian Anh và cô cứ mãi dính lấy nhau Thực sự cũng rất hạnh phúc Chậm tối bà Nhan xuất hiện ở phó viện Trước khi bà đến đây đã gọi điện cho anh rồi Nhận được kết quả bà lập tức tìm cô Đúng Cô chính là con gái ruột của bà Trong lòng bà không giấu được sự vui mừng bà thấy thím vui thì nhanh chóng lên tiếng thím vui ôi cô nhan chào cô đã lâu rồi không gặp thím quen gọi mẹ cô như vậy như thím vui nói dù mẹ cô thế nào bà vẫn có thể nhận ra bà đi đến ôm lấy thím vui một cái trước đây thím vui đối xử với bà nhan rất tốt ngồi đi ngồi đi để tôi lên gọi vân xuống định cất bước lên lầu gọi anh và cô đúng lúc hân và vân cũng đi xuống nhìn thấy bà nhan ở đây cô không bất ngờ vì anh đã nói trước với cô bà nhìn cô đây là kết quả xét nghiệm vâng à cuối cùng mẹ tìm thấy con rồi thường thì xét nghiệm adn phải chờ một ngày sau mới có kết quả nhưng bà cố gắng lắm mới có kịp trong hôm nay vì bà muốn gặp cô và mau chóng nhận lại nhau vân cầm tờ giấy xem đọc qua một lượt trên giấy có ghi rõ ràng vậy rồi cô và bà nhan kim oanh là cùng huyết thống Bà nghẹn ngào nói Mẹ sai rồi Sai vì làm những chuyện có lỗi với con Nhưng mong con hiểu cho mẹ Vì bất đắc dĩ mẹ mới đưa ra quyết định đó Vân Con đồng ý tha lỗi cho mẹ không Cô đáp Con không trách mẹ bất cứ điều gì cả Mẹ đừng buồn Chẳng phải bây giờ chúng ta gặp nhau rồi à Vân đưa tay lau nước mắt cho mẹ Cô suy nghĩ rất nhiều Về những câu nói tối qua của thím vui Đúng Cô cho mẹ mình một cơ hội thì cũng là cho bản thân cô một cơ hội Vậy nên cô quyết định gạt bỏ hết những chuyện được quá khứ Và cô cũng sẽ chấp nhận mẹ mình Hiện tại cô sẽ làm những gì khiến cô vui là được Còn chuyện khác cô không quan tâm tới nữa Cô rất muốn có mẹ Chả có lý do gì cô lại chối bỏ sự thật này Với cả đây cũng là công sức của anh nữa Bà xúc động ôm chặt lấy cô Thật không? Tốt quá, tốt quá Mẹ hứa từ đây mẹ không để con một mình nữa Cảm ơn con chấp nhận mẹ thực lòng mà nói tìm được cô khiến bà sung sướng vô cùng trước đây do bà không tốt nhưng bây giờ bà cố gắng bù đắp cho cô không có người mẹ nào không thương con mình trước đây bà bỏ rơi cô bà rất đau lòng và hối hận vì điều đó cho nên lần này dù chết bà không bao giờ từ bỏ con gái mình có lẽ ông trời đang thương xót cho bà nên mới để bà tìm gặp cô để hai mẹ con cô được tự nhiên nên anh đã đi về phòng trước bà lên tiếng Hôm nay cô qua nhà mẹ ngủ được chứ Vâng cũng được Để con lên phòng lấy đồ Cô gật đầu Dù xa cô và mẹ vừa nhận nhau Cho nên cũng cần có thời gian bên cạnh nhau Vân lên phòng để lấy tập vở và quần áo Ngày mai cô phải đi học Em định làm gì đấy Thấy cô dọn đồ anh lên tiếng hỏi Hôm nay em qua nhà mẹ ngủ một đêm Anh ở nhà ngoan đấy nhá Hai tay cô tròn qua cổ anh Có hôn lên môi anh Gì chứ cô bỏ anh ở nhà một mình á Không được Mới thương anh còn đau Em đi rồi ai chăm anh Anh kiên quyết từ chối cô Cô cười cười Em chỉ ngủ một đêm thôi Em với mẹ mới gặp nhau Cần có không gian riêng tư chứ Anh cứ làm như kiểu mình là con nít Mới cả anh bị thương ngay tay Cũng không nghiêm trọng lắm à Vậy anh đi cùng em Quen ngủ cạnh cô Giờ không có cô anh làm sao ngủ được Không cần đâu Thôi nhá em đi đây Cô ngủ có một đêm thôi mà Anh không cần phải theo sát cô thế chứ Vân cầm theo ba lô đi ra ngoài Vẫn không quên hôn anh trước khi đi Hình như nó trở thành thói quen của cô rồi Anh trơ mắt nhìn cô bỏ rơi mình Trong lòng anh có chút hối hận Vì tìm mẹ cho cô sớm quá Để rồi bây giờ cô không thèm ngó ngàng gì tới anh Nếu là bình thường anh đã không để cô đi Nhưng suy đi nghĩ lại Bà trở thành mẹ vợ của mình Thế nên phải tạo thêm nhiều thiện cảm với mẹ cô Cô nhìn bà nhan Đi thôi con xong rồi ạ Ừ được rồi bà vui vẻ cùng cô ra xe vì bà muốn hai người hiểu nhau hơn cho nên đề nghị cô qua nhà mình ngủ lại ban đầu bà sợ cô không đồng ý nhưng cuối cùng thì Vân cũng chịu theo bà về Hân đứng ngoài ban công nhìn chiếc xe của cô dần dần đi khuất anh lúc này thở dài một hơi thế là đêm nay ngủ một mình à đúng là cô không thương anh rồi bà Nhan và cô ngủ chung một phòng Vân nằm nghiêng người ánh mắt nhìn mẹ nhưng không chịu nói câu nào Cô không biết bắt đầu từ đâu, cho nên thôi cũng không cần thiết phải lên tiếng làm gì. "Con gái mẹ đúng là xinh đẹp quá." Bà cương chiều chạm lên khuôn mặt cô, nhìn đi nhìn lại, "Cô giống mình lúc trẻ." Cô cười đáp, "Có giống mẹ đi ạ." Tuổi tác và vẻ ngoài của mẹ cô hoàn toàn trái ngược nhau, da mặt bà cũng rất hồng hào. "Cái con bé này, đúng là dẻo miệng thật." Bà cười thích thú, những con gái mình luôn nhớ Nhung bấy lâu nay, đến tận bây giờ mới được gần cô." Bà thực không tin đây là sự thật Trước đây vì sao mẹ không đến chu gia đón con Không muốn hỏi chuyện trước kia Nhưng vì cô thắc mắc Cho nên đành phải lên tiếng hỏi bà Khi mẹ mang thai con Lúc đấy ra cảnh khó khăn Vì muốn con có cuộc sống ổn định Mẹ đưa con vào chu gia Để khi muốn gặp con Bọn họ nói con đã mất rồi Vân à Giao con cho chu gia Đó là điều khiến mẹ hối hận nhất trên đời này Chuyện quá khứ bà không nhắc lại như thế hoàn cảnh của bà thiếu thốn Ngay cả bữa ăn no cũng không có Làm sao nuôi nổi cô Thế nên bà mang cô và chu ra Muốn cô được đầy đủ hơn Để đưa ra quyết định đó Bà phải đắn đo suy nghĩ Cho nên bà chịu đựng sự nhớ nhung của mình Bà muốn bản thân khá hơn chút Tới đón cô về Nhưng nào ngờ nhận được tin xấu từ con gái Bà đau khổ và giàn bạt rất nhiều Cô mất từ bao giờ Cô chắc chắn bên chu ra bịa ra mọi thứ Lúc đó cô chẳng hay biết mẹ mình từng tìm kiếm mình, nếu tại bọn họ khiến mẹ con cô đến bây giờ mới có thể gặp nhau. Cô không đáp, chỉ mỉm cười với mẹ. Cô hiểu không phải mẹ cô không tìm kiếm mình, mà là bọn người Chu gia kia đứng sau vụ này. Nhưng cuối cùng, mẹ con cô được đoàn tụ. Con với cậu phó yêu nhau bao lâu rồi? Bà không muốn nhắc tới chuyện không vui nên bà đánh lái sang chuyện khác. Dạ, hơn 2 tháng rồi ạ. Tính ra cũng nhanh thật Bà cười cười nhắc đến chuyện này Thế con định bao giờ kết hôn Bà cảm thấy Hân rất yêu cô Nhìn cách đối xử của anh là biết Bà không mong điều gì Chỉ mong con gái bà hạnh phúc Người làm mẹ như bà cũng đã hạnh phúc lắm rồi Chưa ạ Anh ấy nói chờ con thêm 4 năm nữa Bọn con đăng ký kết hôn trước rồi ạ Mà sao ai cũng nhắc chuyện kết hôn thế nhỉ Cô còn bé xíu Còn chưa muốn mà Ừ ừ ừ con còn nhỏ Chuyện đó cứ từ từ rồi tính Trước đây bà mang thai cô chỉ hơn 20 xíu thôi Cuộc sống thực sự khó khăn Một mình bà phải gánh chịu mọi thứ Biết cô hạnh phúc khi lấy anh Nhưng bà tôn trọng quyết định của cô Bảo lâu kết hôn cũng được Bà không ép buộc cô Sau khi bà có cơ hội đến Mỹ Bà luôn cố gắng mọi thứ Bây giờ cũng không còn lo lắng điều gì Tiền bạc danh tiếng bà đây có thừa Hai người trò chuyện với nhau Tại một giờ sáng mới chịu đi ngủ Xa cách mười mấy năm cô và bà có nhiều thứ cần chia sẻ vì không có cô bên cạnh anh hoàn toàn ngủ không ngon giấc chỉ mới hưởng đông anh đã có mặt ở nhà mẹ cô anh thức sớm một chút chạy qua đây đón cô đi học và quan trọng muốn gặp cô vì thực sự nhớ cô anh không bao giờ để cô rời khỏi mình nữa đâu chào bác ạ à. bước vào phòng khách thấy mẹ cô ngồi đó ừ con ngồi đi bà thức sớm đã thành thói quen còn cô thì vẫn đang ngủ trên phòng vân vẫn còn ngủ con cứ để con bé ngủ thêm chút nữa bây giờ còn sớm anh cũng không vội chủ yếu anh qua đây để gặp cô thôi cảm ơn con luôn chăm sóc cho vân bác không cần cảm ơn ạ à? đó là nhiệm vụ của con việc chăm sóc cô là anh tình nguyện nên không cần bà phải cảm ơn bác nghe nói phó gia với chu gia đang đối đầu nhau à vâng con lo được chuyện này đối đầu nhau thì sao bọn họ không hề đấu lại anh giữa bác và chu gia cũng có chuyện phải tính toán có lẽ về sau chú ý tới bọn họ nhiều hơn nét mặt căm thù của bà hiện ra bà hận chu gia vì đối xử tệ với con gái bà nhất định bà không buông tha cho bọn họ anh nhếch môi cười nhạt anh đang chờ bọn họ động tay trước đây tầm sáu giờ ba mươi vân thay đổi xong cô nhanh chân xuống lầu sao hôm nay anh tới đây sớm như vậy cô đi tới ôm cánh tay anh hân à chờ em có lâu không không lâu anh đưa tay xoa xoa đầu cô mới hơn nửa tiếng thôi chỉ cần là cô anh chờ bao lâu cũng được và ăn sáng đi lát nữa con đưa vân đi học giúp bác hôm nay bác có việc quan trọng cần làm ở công ty dạ vâng ạ ban đầu bà định đưa cô đến trường nhưng quên mất hôm nay có chuyện quan trọng cần giải quyết một lát sau chiếc xe anh dừng ở cổng trường nhưng anh ôm cô không chịu buông em ngủ ngon đi thế xem ra không nhớ tới anh anh dựa đầu vào vai cô trầm giọng Cô cười đáp Đâu có Em rất rất nhớ anh đấy Anh lại làm nũng với cô đấy à Muộn rồi để em vào lớp Trưa nay chúng ta gặp nhé Cô nhìn đồng hồ trên tay anh Cũng gần 7 giờ sáng rồi Không Cho anh ôm em lát nữa Bà xã Anh rất nhớ em Hành động đáng yêu của anh khiến cô buồn cười Cô ngủ ở nhà mẹ một đêm thôi Thế mà anh làm như hai người xa nhau cả tháng trời vậy Nhìn cô cười vui vẻ như vậy Anh trực tiếp hôn cô nào 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 em còn đi học đấy lúc này cô nhanh chóng cản anh lại cô sợ mọi người nhìn thấy lúc đấy cũng không còn mặt mũi nào nữa anh lập tức dừng hành động của mình khuôn mặt anh nhìn cô đầy bất lực em vào đây anh lái xe cẩn thận đấy nhé cô sau đó mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài cô chỉ sợ lâu thêm chút nữa chắc chắn anh còn động chạm nhiều hơn đây là trường học sao cô để mặc cho anh làm chuyện đó chứ tuần sau nữa cô thi tốt nghiệp anh sẽ cố gắng chờ đến ngày cô thi xong Sau đó sẽ tha hồ mà hành hạ cô Trợ lý Trần để ý hai mắt anh có cuồng thâm Nhưng cũng không đáng kể Anh ta đang thắc mắc Bộ tối qua anh và cô không ngủ à Anh chỉ nhìn thế tôi Cũng không dám hỏi anh quá nhiều Nhớ đâu anh lại bắt anh tăng ca thì khổ Tiếng gõ cửa vội vàng của trợ lý Trần vang lên Không cần sự cho phép của anh Anh ta đã mở cửa đi vào trong Chủ tịch à công ty có chuyện ạ à? Ừ nói đi có người tố cáo mỹ phẩm của chúng ta chứa chất gây hại cho da. Không chỉ một, khá nhiều người đưa đơn kiện. Bên phía tổng cục kiểm định vừa mới liên hệ, nói ngày mai họ xuống xưởng sản xuất kiểm tra. Với cả các mặt báo đưa tin về công ty, giá cổ phiếu cũng đang giảm. Chủ tịch, liệu chuyện này có phải chu ra cố tình hãm hại chúng ta không? Bởi vì trước giờ công ty xin của anh chưa từng gặp tình trạng này. Nghe tin từ trợ lý Trần nhưng anh tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh. Anh nhếch bôi cười lạnh xem ra bọn người Chu Gia chuẩn bị kỹ càng để xem lần này bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Cậu điều tra xem ai kiện công ty. Còn nữa, xem bọn họ từng sử dụng qua sản phẩm của chúng ta chưa, làm việc chưa kỹ vào. Anh chậm rãi ra lệnh cho trợ lý Trần. Dù biết chắc Chu Gia làm nhưng anh cần có bằng chứng. Nếu bọn họ khiêu chiến trước, anh cũng không ngại chơi với bọn họ tới cùng. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Trợ lý Trần nói xong thì cất bước ra ngoài sao anh thản nhiên đến vậy chứ công ty đang gặp chuyện vì sao chủ tịch của anh không lo lắng gì cả anh mở máy tính nhìn xem chút tin tức dù giá cổ phiếu đang rớt nhưng anh không chút biểu cảm nào bởi vì anh đoán trước tất cả rồi và lại bao nhiêu đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh từ từ anh sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng chu ra được lắm anh hai anh đọc tin tức chưa phó hành biết tin cũng gọi điện hỏi tình hình anh anh lên tiếng nhắc nhở Đọc rồi em cũng hiểu mình nên làm gì rồi đấy Anh và Phó Hành Có kế hoạch riêng của mình cả rồi Và bên Chu Thị đang dần dần mắc câu Em hiểu ạ Phó Hành không nghĩ bên Chu Gia ra tay sớm như vậy Nhưng không sao Càng sớm thì càng tốt Hai người nói thêm một số chuyện nữa Thì tắt máy Phó Thừa Hân cũng bắt đầu tập trung vào công việc Mà đúng như anh nghĩ Chính Chu Giang là người đứng đằng sau chuyện này còn Chu Chính, ông ta chỉ làm theo mệnh lệnh của ba mình. Biết kết quả khiến lão gia Chu hài lòng, Chu gia không dễ ước hiếp như vậy đâu, thế nên đừng hòng mà chèn ép Chu thị. Việc anh làm với Chu thị, làm sao ông ta nhịn được. Hai lần ám sát đều do lão gia Chu thị ra lệnh, nhưng số anh cũng thật may mắn. Vụ việc lần này, nhất định lão gia Chu sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Ở trường lúc này, Vân đã biết được vấn đề đó. Trong lòng cô thực sự lo lắng cho anh Cô thực không biết có chuyện gì Trước giờ công ty anh luôn luôn đảm bảo tất cả mọi mặt Bộ việc này chắc chắn có người đứng sau Khi về rồi cô nhất định phải hỏi rõ Đến trưa anh lái xe tới trường đón cô tan học như mọi khi Vân vừa gặp anh thì sốt sáng hỏi về chuyện công ty Hân à công ty thế nào ạ à? Giờ giải lao em có xem tin tức Vì sao lại xảy ra chuyện thế ạ à? Không sao đâu Về công ty anh nói với em Giờ phút này anh còn cười được ư anh đã nói vậy rồi, cô cũng không hỏi gì nữa. Về công ty, cô thấy trợ lý Trần cạm cụi làm việc có vẻ rất tập trung. Chuyện lần này cực cho trợ lý Trần nữa rồi, bởi vì anh phải làm nhiều thứ khác cho anh nữa. Anh trầm giọng, Gần đêm ra ngoài nhớ cẩn thận một chút đấy, biết chưa?" Người của Chu gia chắc chắn không dám làm gì anh, nhưng còn cô thì khác. Hần sợ rằng bọn họ sẽ làm hại cô, anh cũng sẽ điều thêm người để bảo vệ cho cô. "Vâng, em sẽ cẩn thận ạ." cố ý khi ra ngoài. Với lại nếu như cần thiết phải đi thì đều có người của anh theo sau. Chuyện này một tay Chu ra làm. Anh đang trong quá trình điều tra để lấy tất cả bằng chứng. Khi anh nhắc đến Chu ra Vân cũng không bất ngờ cho lắm. Bởi sau vụ ám sát lần đầu tiên đó, trong lòng cô nghi ngờ bọn họ nhiều hơn. Cái lão già họ Chu đấy, đúng là mưu mô thật. Em giúp gì được cho anh không ạ? À? Không cần đâu. Em sắp thi tốt nghiệp, em phải tập trung vào việc học đi. Anh đưa tay xoa đầu cô nhẹ giọng nhắc nhở Hân biết mình nên làm gì Và mọi chuyện đã có anh lo rồi Cho nên cô cũng không cần phải tham gia vào Vân gật đầu đồng ý với anh Đúng là cô sắp thi tốt nghiệp Nhưng cô vẫn có thể giúp đỡ anh 5 giờ chiều Anh và cô tan ca trở về phó viện Chỉ có trợ lý Trần Ở lại công ty làm thêm chút việc anh giao Nghe tin công ty con trai gặp chuyện Ba mẹ anh cũng tới thẳng nhà hỏi xem có vấn đề gì không Hai bác mới tới à Cô cúi đầu chào ba mẹ anh Hai đứa ngồi xuống đi Mẹ có chút chuyện muốn hỏi Ông phó tiếp lời vợ Sao rồi chuyện công ty thế nào con Hai người vừa đi công tác về Thì nhanh chóng qua đây gặp anh Tập đoàn của anh trước giờ luôn phát triển tốt Nhưng vì sao hôm nay lại có chuyện xảy ra Con vẫn đang điều tra Ba mẹ yên tâm không sao đâu ạ Nhưng ai làm chuyện này khi không xảy ra chuyện Bà biết rõ có người cố tình hãm hại công ty của anh Là Chu Gia Bà phó nghến rằng Lần này xong việc Con xử lý mạnh tay vào Nếu không ba mẹ giải quyết giúp con Chu Gia đúng là giỏi thật Dám động con trai bà đây Đừng trách phó gia không nể tình Đám người Chu Gia này Đúng là càng lúc càng không ưa nổi Hết hại con dâu bà Bây giờ lại đến anh để bà xem bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn anh gật đầu không trả lời tất nhiên phải mạnh tay với bọn họ anh không để đám người kia qua mặt nữa đâu giọng mẹ cô vang lên vân à mẹ đến thăm con đây trên tay bà nhan cầm túi trái cây đi vào biết cô thích ăn bà mua rất nhiều loại khác nhau cho cô ông bà phó nghe giọng bà nhan thì đưa mắt nhìn bà có nghe người phụ nữ kia xưng là mẹ cô chẳng nhẽ cô tìm được mẹ ruột dữ? chỉ riêng ông phó nhìn một lần nhận ra ngay nhan kỳ Oanh đây là mẹ ruột của cô khi ấy cô có nói thì ông đã nghi ngờ nhưng đúng là sự thật à mẹ không cần phải mua đâu ở nhà vẫn còn mà mẹ không sao đâu mà cô nhanh chóng giới thiệu mẹ với ông bà phó đây là lần đầu hai bên phụ huynh gặp mặt nhau cảm ơn anh chị trong thời gian qua chăm sóc cái vân của tôi bà nhan nhìn ông bà lên tiếng chậm rãi và tất nhiên bà nhan nhận ra ba của anh không ngờ gặp người quen ở đây Càng không nghĩ anh là con trai của Phó Thừa Dương Không cần cảm ơn đâu Vân rất ngoan Tôi xem con bé như con gái mình vậy Cho nên bà cứ yên tâm Mẹ anh cũng cười tươi đáp Cô tìm được mẹ rồi Bà Phó cũng vui mừng không kém Nếu vậy sau này càng dễ dàng bàn tính chuyện cưới hỏi Bà Nhan quay qua gật đầu với ba anh Xem như chào hỏi Mọi người nói chuyện không bao lâu Quản dâu cũng dọn xong bữa tối sau đó mẹ anh lên tiếng mời mẹ cô ở lại dùng cơm Trên bàn ăn rất đông vui Thường ngày chỉ có anh và cô Tầm 7 giờ tối ông bà Phó ra về Bà Phó đi bên cạnh chồng hỏi nhỏ Này hai người quen biết nhau à Bởi vì từ khi mẹ cô xuất hiện Ông không hề nói câu nào Và bà Phó thấy hai người nhìn nhau cười cười Nên bà có chút thắc mắc Ông Phó đáp Bạn cũ Hai người nói chuyện chút đi Tôi cho ông ở xe cũng được với bà phó mà nói hoàn toàn không để ý những chuyện này nếu thực hai người là bạn cũ thì càng vui mà bà nhan thấy ba anh đứng ở ngoài thì bước tới chào hỏi lâu rồi không gặp ừ lâu rồi không gặp hai người đứng đối diện nhau bao lâu rồi gặp lại nhưng mẹ cô vẫn vậy ông phó và bà nhan quen biết nhau từ khi đi học lần đầu gặp là lúc hai trường giao lưu với nhau nói thật ngay từ lần đầu nhìn thấy nhan kim oanh ông đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của bà bởi thế lúc Hân đưa Vân về Ông có ấn tượng một chút về cô Nhìn đi nhìn lại Sao cảm thấy hai người giống nhau như vậy Dạo này anh vẫn khỏe chứ Bà trước đây quen gọi ba anh như thế Dù sao ông cũng lớn hơn bà Nếu sau này hai bên làm thông gia Thì bà đổi lại cách xương hô Xem ra bà và ba anh cũng có duyên thật Trước đây ông phó từng tỏ tình với bà Nhưng bà từ chối gia cảnh bà trước đây luôn khó khăn Bà biết rõ thân phận của ba anh Thế nên bà mới từ chối bà không muốn ông phó và mình đều mang tiếng cho đến tận bây giờ con trai ông lại yêu con gái bà vẫn khỏe ba năm qua em đi đâu thế trước kia ông có tình cảm với mẹ cô là thật nhưng bây giờ thì không còn nữa hiện hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi em định cư tại mỹ ạ à? nhìn bà nhan hiện tại ông hiểu cuộc sống của bà đang rất tốt thôi anh về đi đừng để bà ấy đợi mẹ anh vô cùng tốt Bà Nhan rất hài lòng với cách đối xử của bà phó với cô, vậy nên bà không còn sợ con gái mình chịu thiệt thòi khi gả đi nữa. Ông Dương đáp lại một tiếng rồi cất bước ra về. Thấy mẹ anh nhìn ra, lúc này bà Nhan gật đầu, có người vợ bao dung như vậy, ông phó đúng là tìm đúng người rồi. Sau khi ông bà phó về, mẹ cô quay trở vào nhà, Vân vẫn ngồi phòng khách chờ bà, cô tò mò hỏi: "Mẹ về bác trai vừa nói gì thế ạ?" cô thử không biết mẹ mình và ba anh quen biết nhau từ trước để khi thấy hai người nói chuyện thì cô mới nhận ra bà véo nhẹ má cô không được tò mò chuyện người lớn cô bĩu môi cái gì mà chuyện người lớn chứ cô cũng lớn rồi mà bà nhàn nói bạn trai con chắc chắn vì chuyện công ty mà đau đầu lắm đây bà cũng biết tới vấn đề này hiện tại bây giờ tin tức về công ty mỹ phẩm của anh vẫn còn chưa hạ nhiệt đám người chu gia thực không biết tốt xấu mà bà nhan tiếp lời nhưng mà con yên tâm mẹ giúp đỡ công ty bạn trai con hẹn một ngày không xa bà và đám người chu ra sẽ gặp nhau những chuyện trước đây bà tính toán với bọn họ luôn một thể vâng con cảm ơn ạ cô đang lo giàu về chuyện công ty vân chỉ ước bây giờ mình có thể giúp được gì đó cho anh bà nhan hỏi tối nay con qua ngủ với mẹ tiếp được không chuyện công ty như thế con sợ anh ấy làm việc quá sức cho nên con không qua ngủ với mẹ được ngày mai con về nhà chơi với mẹ đúng công ty anh đang gặp chuyện chắc chắn anh cố gắng làm việc để giải quyết càng nhanh càng tốt cô có bên cạnh nhắc nhở chuyện nghỉ ngơi của anh thì anh cũng đỡ đi phần nào bà quên mất đấy thôi được rồi mẹ về nhé con lên phòng đi không cần phải tiễn mẹ đâu vâng cô không đưa mẹ mình ra ngoài nhưng cô đứng trước cửa nhìn chiếc xe của bà chạy đi sau đó cô quay người đưa lên phòng Điều tra tất tần tật về chu chính cho tôi Phải có kết quả sớm nhất đấy Bà vừa lên xe ra lệnh cho trợ lý của mình Tôi hiểu thưa chủ tịch Hiện tại bà không còn yếu đuối như ngày xưa Bà cũng chẳng phải sợ sệt bất kỳ một ai Và không để ai ước hiếp mình Hay những người bên cạnh bà nữa Những gì chu gia từng đối xử với con gái bà Bà nhất định trả lại gấp đôi Chờ xem chu gia trụ được bao lâu Mỗi người làm một việc Đến lúc 10 giờ tối thì Hân quay trở về phòng ngủ Qua đây nào em ôm Cô nằm trên giường đợi anh Thấy vậy anh không nhanh không chạm bước đến giường ngủ ôm cô trong lòng Sao lại không ngủ thế này Em đợi anh đấy Anh bận xử lý rắc rối của chu gia mang lại Tuy không ảnh hưởng hay lỗ vốn quá nhiều Nhưng đủ khiến anh hao tâm tủ sức vì phải lo cái đống rắc rối này Đợi anh thu được bằng chứng Anh nhất định cho chu thị biết thế nào là đối đầu với phó thừa hân anh Anh đừng lo quá mẹ có nói sẽ giúp đỡ anh trong thời gian này. Được biết mẹ mình đang là chủ tịch công ty mỹ phẩm Ovan lớn nhất nhì ở Mỹ, danh tiếng trong và ngoài nước của bà cũng vô cùng tốt. Còn nữa, có rất nhiều công ty muốn hợp tác với bà, nhưng bà khá kén chọn, bà phải tìm hiểu kỹ mới đồng ý. Thôi được rồi, mình ngủ thôi em. Anh không muốn cô xen vào chuyện của mình quá nhiều. Cô phải lo thi cử nữa, như thế sợ ảnh hưởng việc học của cô. Không cần nói cũng biết mẹ cô vẫn đang giúp đỡ anh đưa cô đi học xong, anh và trợ lý Trần chạy thẳng đến xưởng của mình. Hôm nay có hẹn với một số người bên kiểm định. Cha phó tổng, thấy anh phó giám đốc lý đi tới bắt tay, vâng, cha phó giám đốc lý. Hân không muốn vòng vo vò nhiều, anh mau chóng mời bọn họ vào bên trong kiểm tra một lượt. Trợ lý Trần dẫn bọn họ đến một số chỗ để xem, còn anh chỉ đi bên cạnh và không hề mở miệng nói câu nào. Nhân viên bên kia bắt đầu kiểm tra từng lọ thủy tinh được đặt trên bàn và thêm một số sản phẩm đang sản xuất tại xưởng. "Đây không phải paraben à? Phó tổng trước giờ trong mỹ phẩm của ngài không hề chứa chất này. Còn nữa, các lô mỹ phẩm của ngài sử dụng quá mức cho phép." "Chúng tôi thu hồi tất cả những sản phẩm tại xưởng và đang bán tại thị trường để đem về kiểm tra thật kỹ. Còn đây là giấy quyết định tạm thời đình chỉ công ty trong vòng 14 ngày để điều tra. Phó tổng à, phiền ngài ký tên giúp tôi." Trong lòng anh tức giận nhưng anh không hề để lộ cảm xúc ra ngoài Cũng không do dự đặt bút ký tên mình vào Trợ lý Trần cảm thấy lo lắng Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn Nhưng nào ngờ kiểm tra sắp hết Thì xảy ra vấn đề Xong xuôi mọi việc Tất cả mọi người ra về Nhưng đi tới trước xưởng Đột nhiên phó giám đốc Lý dừng lại ra hiệu nhân viên của mình lên xe trước Ông Lý đây là có một số chuyện muốn nói với anh Chúng ta làm việc với nhau thường xuyên nên tôi hiểu trong 14 ngày này cậu cố gắng tìm mọi bằng chứng có lợi về mình Còn nữa Cậu nên xem xét lại nhân viên của mình Đừng để một vài người làm ảnh hưởng cả công ty Tôi cũng chỉ là làm theo nhiệm vụ thôi Tôi xin phép Được rồi cảm ơn ông Lý Anh gật đầu không cần ông Lý nhắc nhở Sau vụ này anh chắc chắn nghiêm khắc với nhân viên của mình Trong mỹ phẩm có chứa chất paraben Chắc chỉ có thể là nhân viên trong sự dở trò Anh không đương tay với họ đâu Anh lạnh giọng hỏi trợ lý Trần Khu đó là ai quản lý Là trưởng phòng châu Cô ta vừa lên trước thưa chủ tịch Trợ lý Trần nhanh chóng trả lời anh Cậu biết nên làm gì rồi đấy Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm Bây giờ anh mới trở nên tức giận Chuyện này để lâu ảnh hưởng danh tiếng của công ty Anh không muốn chơi đùa với bọn họ quá nhây Công ty gặp chuyện Anh và trợ lý Trần không ai được rảnh rỗi và nghỉ ngơi Về đến tập đoàn Anh chưa kịp về tới phòng Thì các cổ đông tập hợp ở phòng họp chờ anh Công ty gặp khó khăn Bọn họ muốn anh đứng ra giải thích mọi việc Anh lớn tiếng nói Tập đoàn xảy ra nhiều chuyện Các người thản nhiên ngồi đây để à? Bọn họ có biết lo cho tập đoàn không Thấy những người tụ tập ở đây khiến tâm trạng anh càng tệ Chủ tịch à Chúng tôi muốn biết chuyện công ty bị đình chỉ dừng hoạt động 14 ngày Nếu vậy làm sao chúng tôi sống nổi đây Một trong số các vị cổ đông lên tiếng hỏi anh Cổ phiếu từ hôm qua đến giờ vẫn đang rớt những cổ đông lớn nhỏ trong công ty Ai nấy lo lắng sợ tập đoàn nhanh chóng phá sản Ý các người muốn rút lại cổ phần à Ánh mắt anh sắc lạnh lướt qua từng người Chúng tôi Được rồi Các người nên nhớ Một khi lựa chọn rời khỏi xin Thì đừng hòng quay lại Suốt những năm qua tôi nuôi các người ra sao Chỉ mới gặp một chút vấn đề Các người muốn bỏ chạy Những ai muốn nghỉ việc cứ viết đơn đi Tôi đây sẽ ký Tôi nhắc lại ai muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ Tôi đây không ép các người ở lại không cần các người thiếu trách nhiệm như vậy tôi cần là cần sự đoàn kết có hiểu hay không anh tức giận đập tay xuống bàn đúng là những kẻ nhát gan công ty anh chưa phá sản và không bao giờ phá sản có nghe rõ không tính anh thế nào chắc chắn những người ngồi đây hiểu rõ nếu bọn họ chọn cách rời bỏ công ty sau này dù cầu xin anh cũng không cho cơ hội quay lại anh là người thù rất dai đấy anh nói xong thì quay người ra khỏi phòng họp Trợ lý Trần cũng tức giận với đám người này không kém Muốn nghỉ việc thì viết đơn đi Tôi sẽ đưa cho chủ tịch ký Các người cũng thực là Trợ lý Trần chỉ nói một câu Sau đó nhanh chân chạy theo anh Đến lúc gặp nạn mới biết ai tốt ai xấu Quả như là đúng thật Nếu bọn họ không tự nghỉ việc Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa Chắc chắn anh không tha cho những người này Về đến phòng làm việc của mình Anh ngồi giữa lưng vào ghế Tay anh thì xoa xoa thái dương Đầu có chút đau vì phải suy nghĩ cách giải quyết về vụ công ty Đúng là mệt thật đấy Nửa tiếng sau, trợ lý Trần đưa cho anh toàn bộ thông tin của quản lý Châu ở xưởng sản xuất Chủ tịch à, đây là thông tin mà anh cần Được biết cô gái họ Châu làm việc ở xưởng chúng ta gần 2 năm Cô ta vừa lên vị trí quản lý tháng 4 vừa qua Sau khi thăng chức, cô ta đưa em họ của mình vào làm cùng Quan trọng trước đây, cô ta từng làm việc ở Chu Thị và liên quan tới vụ lấy trộm tiền công quỹ ở đó Vì không có bằng chứng Cô ta đã thoát tội Vụ trộm tiền công quỹ Cô gái họ Châu kia Trần Hạo mới chỉ điều tra ra được thôi Hoàn toàn không có trong hồ sơ lý lịch Anh trầm giọng ra lệnh Cậu theo dõi tất cả nhân viên ở xưởng Những ai đáng nghi báo lại cho tôi Gọi địa cho cô ta đến đây Dạ vâng chủ tịch Từng làm ở chu thị à Lý lịch cô ta không tốt như vậy Chắc chắn là người không đàng hoàng anh dám khẳng định, vụ ở xưởng lần này cô ta cũng tham gia. Nhận được lời mời của anh, quản lý Châu nhanh chóng đến tập đoàn xin để gặp anh. Trợ lý Trần đưa cô Châu vào phòng. Chú tịch à, ngài tìm tôi có việc gì thế ạ? Cô gái đó thử ngước lên nhìn anh, nhưng quản lý Châu bị vẻ ngoài lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm nghị của anh làm cho sợ. Cô ta lập tức cúi đầu. Vụ lúc sáng, cô biết ai làm không? Không, tôi không biết. Cô ta lắp bắp trả lời anh. Nghe anh hỏi chuyện này, trong lòng cô ta lo lắng. Anh hỏi làm gì? Chẳng nhẽ anh nghi ngờ cô ta? Cô không biết thật không? Khu đó do cô quản lý, vì sao cô không biết? Hay là cô đang che giấu điều gì đó? Anh không nhanh không chậm lên tiếng. Ánh mắt anh nhìn chăm chú quan sát từng biểu cảm của cô ta. Nhìn cô run rẩy, anh bắt đầu đánh vào tâm lý của cô ta. Hai tay quản lý Châu nắm chặt vạt áo, không ngừng run sợ. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể Chủ tịch à Tôi thực không biết gì cả Tôi không hề hãm hại công ty Tôi có thể lấy danh dự của mình để hứa với anh Quản lý Châu nhanh chóng trả lời Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nhớ rằng Nếu như để tôi phát hiện chuyện gì đó Nhất định tôi không tha cho bất cứ ai Ra ngoài anh chỉ nhìn thế thôi hiểu cô ta nghĩ gì sợ gì Anh cũng chẳng vội vạch trần cô Cứ để cho cô có thời gian thông báo với bên kia Quản lý Châu cúi đầu chào anh Sau đó mau chóng ra khỏi phòng làm việc của anh Cô ta thở phào nhẹ nhõm Khi không bị bại lộ tất cả Nhưng trong lòng cô ta Không thể nào yên tâm được Quản lý Châu biết rõ Anh là người như thế nào Cho nên cô ta phải cẩn thận hơn Mà đúng thật Quản lý Châu vừa bước ra khỏi công ty của anh Cô ta tìm một góc khuất Sau đó lấy điện thoại gọi điện Lão Gia Chu à Tôi đây người mà quản lý châu vừa nhắc tới chính là chu giang cô ta gọi điện muốn nói với lão chu biết rằng anh đang nghi ngờ cô ta hiện cô ta cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo có chuyện gì thế nhìn dãy số thì biết liền cô châu gọi phó thừa hân đang nghi ngờ tôi rồi bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo tôi không thể bị bắt được lão gia ông giúp tôi đi chứ những lời lão gia chú nói nhằm phủi sạch tất cả chuyện xấu của mình Ông Chu chỉ đáp ứng điều kiện khi quản lý Châu vẫn còn lợi dụng được Và bây giờ ông đạt được mục đích rồi thì cô chẳng có chút giá trị nào Nếu cô cứ mãi làm phiền đến Chu ra thì càng rắc rối hơn thôi Chu chính Do ông kêu tôi bỏ chất bảo quản với hàm lượng cao vào trong sản phẩm để hãm hại Phó Thừa Hân Bây giờ ông muốn trốn tội đấy à Tôi có tất cả bằng chứng Nếu ông không chuyển 100 triệu cho tôi thì ông đừng có hối hận Quản lý Châu nghe Lão Gia Chu nói vậy Thì vô cùng tức giận Không nghĩ Lão Chu lại như thế Muốn cô ta một mình gánh vác tội lỗi Không dễ vậy đâu Có chết cô phải kéo theo Chu ra Chu chính bị cô ta uy hiếp Hai tay nắm chặt Ánh mắt Lão Gia Chu cũng hiện rõ sự căm phẫn Cô ta là ai sao dám đe dọa ông đây Từ không biết sống chết à Cô đến Chu ra lấy đi Đây là lần cuối tôi đưa cho cô Lão Gia Chu nói xong tắt máy Cô ta nghĩ mình tài giỏi hơn chu chính ông à Ông ta đã sống hơn nửa đời người Nên lão gia chu cũng không dễ dàng bị uy hiếp Quản lý châu nghe vậy cũng không nghi ngờ Cô ta cần số tiền để đưa gia đình rời khỏi thành phố này càng xa càng tốt Bởi vì biết khi mọi chuyện phanh phui Cô ta không sống yên được với anh Thế nên bây giờ phải có dự tính cả Em họ này, mau chóng nghỉ việc và rời khỏi đây Cụ thể chị nói với em sau sau khi tắt máy cô ta nhanh tay gọi cho em họ thông báo đúng em họ của quản lý châu cũng có liên quan tới chuyện này cô ta và em họ cùng nhau thực hiện số tiền được chia đôi cho hai người cô muốn rời khỏi đây à vậy đầu tiên đến cục cảnh sát đi đã giọng nói trợ lý trần cắt ngang cuộc nói chuyện của cô ta từ nãy đến giờ cuộc đối thoại của cô ta đều được trần hạo quay lại lúc cô châu đi ra từ khỏi phòng anh đã đi theo rồi Biết chắc cô ta gọi điện cầu cứu Anh đã quay lại để làm bằng chứng Còn nữa Trước giờ cô ta làm việc xấu nhiều như vậy Vẫn không hề ăn năn hối lỗi Quả nhiên sự nghi ngờ của anh luôn đúng Cô ta giật mình quay lại Trợ lý Trần Anh đang nói cái gì thế Vừa rồi cô ta bày vẻ mặt vô tội với trợ lý Trần Anh xuất hiện từ bao giờ Đã nghe những gì Khi nãy cô ta quan sát rất kỹ mới gọi điện kia mà Nói gì ơ trợ lý trần không nhanh không chậm phát lại đoạn video cho cô ta nghe trên môi anh nở nụ cười đắc ý bằng chứng rõ ràng như vậy xem xem cô ta còn chối tội được không đưa nói cho tôi cô ta định giật điện thoại của trợ lý trần nhưng làm sao trần hạo để cô dễ dàng cướp đi vệ sĩ bên cạnh anh cũng rất nhanh giữ cô Châu lại thả tôi ra tôi muốn giải thích thả tôi ra cô ta gào thét kêu oan chủ tịch cho cô cơ hội nhưng là cô không biết nắm mắt Đưa người đi Anh đã ra lệnh giao cô đến cục cảnh sát Anh không ra tay giết chết cô ta Nhưng muốn cô ta từ từ hưởng thụ cuộc sống trong tù Với thế lực của anh Tự nghĩ xem cô ta sẽ ở trong đó bao lâu Bao nhiêu đó chưa đủ Hiện trong tay anh có kha khá chứng cứ liên quan đến chu gia Nhưng anh muốn để bọn họ ngấm sâu một chút Lúc đó mới thú vị Hôm nay tan học Mẹ cô đến đón Và Vân cũng nhắn tin cho anh biết Bà Nha nói: "Lên xe đi con, chúng ta đến trung tâm thương mại. Không phải đi mua sắm, bà muốn tới đó xem tình hình một chút." Cô cũng không hỏi gì mà đi theo mẹ của mình. Hai người đi dạo một vòng trung tâm và mỗi hàng mỹ phẩm bà đều ghé qua khá lâu. Cô cảm thấy có chút chán nên ra ngoài đứng nhìn ngó xung quanh, nhưng rồi ánh mắt dừng trên người Chu Tống. Sao anh ta ở đây nhỉ? Cô thấy nhưng rất nhanh di chuyển tầm mắt của mình về hướng khác. Cô đang giả vờ như không nhìn thấy anh ta Tất nhiên chu Tống cũng thấy cô Anh ta bắt đầu cất bước đến chỗ cô Bởi vì cô không định nói chuyện với anh ta Cho nên quay người rời đi chu Tống lên tiếng Đứng lại đó đi Anh muốn nói chuyện với em Cô quay người lại Có chuyện gì ạ à? Anh nói nhanh em còn phải về nữa Cô đã cố ý tránh rồi Vậy mà anh vẫn gọi cô chu Tống nhìn cô hỏi Giận em thế nào Có ổn không Rất ổn Anh không cần quan tâm tới làm gì anh không cần hỏi nhìn cô cũng đủ hiểu rồi mà cuộc sống của cô rất rất tốt và hạnh phúc anh ta tiếp tục hỏi em đến đây với ai mẹ em cô chỉ đáp ngắn gọn vậy anh muốn biết thêm gì cô cũng không có thời gian mà trả lời mẹ à cô nhận lại mẹ từ khi nào em phải về đây hân đang chờ em ạ công ty anh ta sắp phá giản rồi em không biết à mấy ngày gần đây các mặt báo đưa tin rầm rộ làm sao anh ta không biết chứ biết thì sao công ty anh ấy không bao giờ phá sản em không muốn nhắc đến vấn đề này ạ à. cái gì mà phá sản không đời nào nhưng vì công ty anh xảy ra chuyện này đều không phải là do chu gia ư vậy mà anh ta làm ngơ được như vậy em ly hôn với anh ta đi phó thừa hân không đủ khả năng lo cho em nữa đâu vâng em hạt tất gì tự làm khổ mình như thế công ty xin xảy ra vấn đề nghiêm trọng nếu anh không đủ khả năng chắc chắn nó sẽ phá sản Vậy thì cô ở bên cạnh phó thừa ân làm gì Cô lớn tiếng đáp chu Tống anh có quyền gì ra lệnh cho em Yêu anh là cô tự nguyện Và dù anh có ra sao Thì cô vẫn mãi mãi bên anh Em vẫn còn nói chuyện với anh Vì em nể tình trước đây Anh từng bảo vệ em Nhưng chu Tống anh đừng khiến em phải hận anh Giống như hận chu ra vậy Công ty tự hân gặp khó khăn Đó không phải chu ra làm à Sau này em không muốn gặp lại anh Mong anh hiểu ý em Nói xong cô quay người đi, giận không ư? Có chứ, nhưng cô sẽ bỏ qua chuyện này một lần nữa, xem như hai người không còn liên quan gì tới nhau. Thực sự cô không hiểu vì sao anh nói những lời đó. Cuộc sống của cô là cô tự lựa chọn, không một ai được ép buộc cô. Bây giờ cô không còn sống ở Chu gia, nên cô chẳng cần phải nghe lời của bất cứ ai, kể cả Chu Tống. Nếu anh có phá sản thật, cô vẫn ở bên cạnh anh. Ý cô là sao? Chuyện công ty anh gặp khó khăn liên quan gì tới Chu gia? Chu Tống cau mày khó hiểu, cô nói vậy nghĩa là đang ám chỉ Chu gia. Anh rất nhanh rời khỏi trung tâm thương mại lái xe về nhà chính. Anh có chút nghi ngờ lời nói của cô và muốn xác nhận nó thực rõ ràng. Ông nội, chuyện công ty mỹ phẩm xin có phải ông cho người đứng sau hãm hại không? Về đến nhà thì gặp ông Giang đang ngồi phòng khách. Chủ tổng không vòng vo mà lên tiếng hỏi thẳng ông mình. Đó là chuyện của ông, con sen và làm gì? ông chính nhàn nhạt, nhạt đáp lúc này đây trong lòng chu tống càng thất vọng khi cô nói ban đầu anh không tin đó là sự thật nhưng đến bây giờ mới nhận ra là đúng anh biết rõ chu gia không thích thừa hân cho nên ngay cả chu tống cũng thế có điều anh không hề có suy nghĩ hãm hại anh ta thế nhưng lão chu thì khác trước giờ ông nội mình làm chuyện gì chu tống không xen vào nhưng bây giờ anh phải ngăn cản bởi vì anh ta biết một khi động đến thừa hân kết quả khó có thể nói ông ông mau dừng lại đi ông nội ông biết phó thừa hân là người thế nào mà vì sao ông lại cố tình làm chuyện này mặc kệ ông con không có quyền dạy đời ông mau về công ty của mình đi lão chu lớn tiếng nói đã đến nước này sao quay đầu được bản thân lão cũng không thích người khác xen vào chuyện mình làm dù là ai cũng không thể ngăn cản sau lời nói của chu chính chu tống không muốn ở lại đây mà quen người rời đi anh tự mình mở công ty và cũng có nhà riêng nên vài tháng trở lại đây chu tống không về chu ra thế nên anh hoàn toàn không biết ông nội và ba mình đang làm gì bây giờ muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi giờ phút này anh mới hiểu vì sao vân luôn né tránh mình cô biết mọi chuyện nên cô căm hận luôn cả anh chu tống không trách cô có trách Trách Chu gia đối xử quá tệ với cô. Anh lấy điện thoại định gọi cho cô, nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm để nói chuyện. Bây giờ anh nói xin lỗi cũng không thể giải quyết được gì. Lần này ông của anh sai thật rồi. Khi gặp Chu Tống ở trung tâm thương mại về, tâm tình cô không được vui. Thừa Hân thấy vậy gọi cô lại, sau đó đặt cô lên đùi mình ôm trong lòng. Có chuyện gì khiến bà xã anh tức giận thế này? Không ạ, chỉ là vài chuyện vớ vẩn thôi. Cô định nói nhưng rồi lại thôi Nếu như anh nghe những lời của Chu Tống Chắc chắn anh nổi giận cho mà xem Thật là không gì à Anh cúi xuống hỏi cô tiếp Thật mà Cô nhanh chóng trả lời Vân nhìn sắc mặt của anh hôm nay có vẻ khá tốt Vân này Anh muốn Bốn ngày nay rồi không được gần gũi cô Bởi vì công việc quá bận Cho nên anh không thực sự có thời gian Anh nhẹ nhàng hôn lướt xuống môi cô cổ cô Tài bắt đầu làm loạn thôi nào không được bà gì của em đang tới thật đúng lúc sáng nay vừa mới có thôi thế có đau bụng không không có chỉ đau bụng một chút cũng không đau giống như những tháng trước cô nhớ rõ khi cô đau bụng thì anh rất lo lắng anh lấy túi giữ nhiệt chướng lên bụng cho cô nữa nói xem có phải anh rất tâm lý không hai người nói chuyện thêm một lát thì cô có việc ra ngoài anh trần mọi chuyện ổn chứ bởi vì anh không cho cô xen vào chuyện này cho nên cô chỉ biết hỏi thăm tình hình qua trợ lý trần hoặc là qua anh trợ lý trần đáp ổn ạ à? mọi chứng cứ hiện tại đã đủ vài ngày nữa chúng ta chính thức lên tiếng rõ ràng mọi việc vậy thì tốt quá cô gật đầu đáp trong lòng cô cũng cảm thấy vui mừng kể từ khi vụ việc đó xảy ra công ty anh thì nay hai ngày rồi tuy không đến mức phá sản nhưng nó đủ công ty hứng chịu mọi tổn thất cô biết anh đau đầu với vấn đề này nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn dần thôi đến chiều anh và cô không về thẳng phó viện mà ghé qua nhà hàng vì hôm nay có hẹn với những người bạn của anh anh cô và phó hành đến trước vài phút sau minh mạnh cũng tới mẹ lên tiếng hỏi công ty cậu thế nào rồi anh nhàn nhạt đáp không sao dù gì không tới nỗi phải đóng cửa mình tiếp lời vẫn nói đùa được chứng tỏ không sao thật Phó gia giàu có cỡ nào Cả cái thành phố đều biết Nếu như công ty anh phá sản Thừa Hân vẫn đủ khả năng mở một tập đoàn mới Anh hử lạnh cũng không đáp trả Hôm nay tâm tình tốt Cho nên anh mặc đám bạn nói đùa với nhau Mọi người ngồi nói chuyện Còn Vân thì đi vào nhà vệ sinh Khi nãy cô không cẩn thận làm rơi đồ ăn Bây giờ phải đi rửa sạch nó Đột nhiên cô nghe giọng nói Của bà Châu và Liên ở trước Vân nhanh chân đi vào phòng khép cửa lại Cô không sợ họ nhưng cô không muốn gây chuyện ở đây Nên thôi cứ để bọn họ đi rồi cô đi sau Lê cất giọng Mẹ khi nãy con thấy Thư Hân cũng có ở đây Bà Châu đáp Cậu ta còn mặt mũi để xuất hiện à Thấy công ty anh sắp sụp đổ Bà ta bắt đầu khinh thường Anh có bản lĩnh gì chứ Chỉ giỏi ức hiếp người khác thôi Bây giờ bà Châu đây cũng không sợ anh nữa Phải đấy Công nhận ông nội cũng mạnh tay Lần này xem anh ta giải quyết thế nào Lần này cậu ta không qua nổi đâu, bởi vì ông nội con đã chuẩn bị rất kỹ. Đều là người nhà, bà Châu và Liên cũng biết rằng lão Chu đứng sau chuyện hãm hại tập đoàn của anh. Nhưng bọn họ không hề ngăn cản mà rất đồng tình với lão gia Chu. Để xem, khi Phó thừa ân mất hết tất cả, đưa con hoang kia ra sao, chắc nó tới Chu gia nhà chúng ta cầu xin tha thứ. Liên nói xong thì phá lên cười, Liên không thích cô. Càng không thích cô có được mọi thứ hơn mình Cô ta muốn nhìn Vân khốn khổ Thì cô ta mới hả dạ Bất giác khóe môi cô cười nhẹ Cầu xin à Không có chuyện đó đâu Dù cô có thế nào Thì cũng không bao giờ đến chu ra cầu xin bọn họ Cô ta đang mơ giữa ban ngày à liền nói tiếp Nếu như chúng ta xử lý được phó ra Thì sẽ đến hoác ra Đỗ ra Tiếp theo lôi ra như vậy chu gia chúng ta được coi là gia tộc lớn mạnh nhất rồi còn gì Trong đầu cô ta tưởng tượng một ngày nào đó chu gia đứng đầu các gia tộc còn lại Nếu lúc đó không ai dám động đến cô ta Ừ um, đi thôi Bà Châu nói Sau đó hai mẹ con cất bước khỏi nhà vệ sinh Vân thấy không còn động tĩnh Cô mới đẩy cửa ra ngoài Cô không ở lại nữa Vội vàng đi về phía bàn của anh Em muốn cho mọi người nghe cái này cô vừa ngồi xuống ghế thì không chờ đợi được cô mở điện thoại lên phát lại cuộc đối thoại của mẹ con bà châu cho mọi người nghe ban đầu liên nhắc đến tên anh thì vân đã dùng máy quay lại nhớ đâu cần tới thì sao nhưng thực sự đoạn video có ích cho anh bởi bà châu và liên đều thừa nhận chính lão chu là người hại công ty của anh xem ra tham vọng cô ta cũng rất lớn mình nhếch môi cười khinh nếu chu ra đủ trình bọn họ có thể làm việc đó từ lâu rồi kia kìa Chứ không cần phải đợi đến tận bây giờ Mạnh lên tiếng Cậu nên cẩn thận đấy Không thì lại mắc bẫy chùa chu ra Bọn họ đúng là mạnh miệng thật Nếu như phó gia dễ dàng chịu thua bọn họ như vậy Sao có thể trụ vững vị trí cao cho đến tận bây giờ Đừng vội đắc thắng Vì không đoán trước được ai là người thua cuộc Ba người bên kia nói chuyện Nhưng Hân thì lại ngồi im lặng Anh dùng ánh mắt quan sát cô anh sợ cô gặp bọn họ Và nhớ đâu cô bị hai mẹ con bà Châu làm bị thương thì sao Nhưng thực may trên người cô không có sao cả Về nhà Vân gửi đoạn clip cho anh Cô nghĩ anh sẽ cần tới nó Những ngày này anh thừa khá bận bịu Nên không thể đưa cô tới trường Thế là bà Nhan rất sớm có mặt ở phó viện đưa đón cô đi học Bà rất muốn cô chuyển về nhà sống cùng mình Nhưng thôi cứ để cô thi xong đã Chuyện đó từ từ rồi tính tiếp Con vào trường đây tạm biệt mẹ Cô nhẹ nhàng hôn lên gò má mẹ một cái Bà cười cười nói rồi tạm biệt cô Cô vừa đi vào trường Trợ lý của bà đưa toàn bộ những gì liên quan Đến ba con Chu Giang cho bà xem Đúng là bà cần tới nó Bà muốn kết thúc chuyện này Càng nhanh càng tốt Tất cả nằm trong đây thưa chủ tịch Tốt lắm 9 giờ chúng ta đến Chu Giang một chuyến Lần này bà nhất định không mềm lòng Dù cho ông chính có là ba cô đi chăng nữa Bà đây cũng không tha thứ đâu mà trả lại tất cả cho bọn họ và Chu Gia cũng nên biến mất khỏi thành phố này. Vâng chủ tịch. Bà cần làm thêm một số việc rồi mới đến Chu Gia sau. Đúng 9 giờ, bà có mặt ở Chu Gia. Gặp quả Gia Lâm ở ngoài, bà cũng chỉ gật đầu, sau đó hiên ngang cất bước vào trong. Bà tự nhiên ngồi xuống ghế. Đông đủ thế à? Ở phòng khách có đầy đủ tất cả mọi người, chỉ thiếu mỗi Chu Tống. Sự xuất hiện của bà khiến cho Lê Châu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy mẹ cô bà ta liền nhận ra ngay dù mẹ cô có thế nào bà ta vẫn không quên bà đến đây làm gì chú chính cất giọng nói ông ta không nghĩ mẹ cô dám tới thẳng đây nhưng điều khiến ông ta không ngờ bà đã thay đổi rất nhiều nhìn bà không còn dáng vẻ sợ sệt hay yếu đuối giống như trước kia nữa bà châu tiếp lời chồng hay bà đến đây để moi tiền chu ra tôi nói cho bà biết chu gia không bao giờ cho bà dù là một đồng bà châu nhìn mẹ cô với ánh mắt khinh thường đúng là trên người của nhan kim oanh mặc toàn đồ hiệu nhưng làm sao bà ta biết được đồ đó có phải hàng hiệu thật hay không trước đây mẹ cô là người phụ nữ nghèo hèn và bây giờ cũng chẳng khác gì đâu bà điềm đạm đáp bà nghĩ tôi cần những đồng tiền lẻ của chu gia đấy à sau những năm lập nghiệp ở mỹ nhan kim oanh đã không còn giống trước kia bà dư sức mua lại chu thị của bọn họ câu trả lời của bà làm cho lê châu tức đến sôi máu ngư khí của mẹ cô cũng tốt nhỉ xem ra mấy năm qua bà thay đổi không ít tôi nhớ không lầm chu gia và cô không liên quan tới nhau nếu vậy hôm nay cô tới đây mục đích gì đột nhiên hôm nay mẹ cô đến đây là có chuyện gì trong đầu chu giang đang nghi ngờ nhưng lão gia chu thì cũng không vội hỏi đúng là không có liên quan gì cả nhưng hôm nay tôi tới đây đòi lại công bằng cho con gái tôi bà Nhan nhàn nhạt, nhạt đáp các người đối xử với Tiểu Vân thế nào hôm nay tôi tính luôn một thể bao năm cô sống ở Chu gia đã cực khổ rất nhiều thân là mẹ thế nên bà càng không bỏ qua được bà Liên lên tiếng đồ con hoang nó đáng bị như thế bà có quyền gì mà đến đây làm loạn nhắc đến cô khiến cho Liên không thoải mái Dựa vào đâu bà Nhan dám đến đây đòi lại công bằng cho cô Bà Nhan lạnh giọng ra lệnh Đánh Nhan Kim Oanh nghe những lời này Bà lập tức lệnh cho hai vệ sĩ đứng cạnh mình Bà không cho phép ai xúc phạm con gái bà Hai người vệ sĩ cao to nhanh chóng đi về phía liên Cũng không kiêng nể gì tát thẳng vào mặt cô ta hai cái Con đàn bà thối tha Sao mày đánh con tao Tao liều mạng với mày Bà Châu lao đến chỗ mẹ cô nhưng bị hai vệ sĩ của bà Nhan ngăn lại Rồi đẩy bà ta ngã ra nền Khi tới đây Bà Nhan mang theo một vài vệ sĩ Bà cũng biết có chuyện xảy ra Nên phải đề phòng trước Các người không dạy con cháu mình à Để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lên tiếng ở đây Nếu các người không dạy được Tôi sẽ dạy dỗ nó Bà Nhan đảo mắt qua cha con ông Giang Bà rất muốn xem bọn họ làm gì được mình liền lớn tiếng Khốn nạn bà đánh tôi à Biết trước như vậy tôi giết chết con hoang đó rồi Cô ta gần như phát điên Không nghĩ mình chỉ nói thế thôi Thế mà mẹ cô cho vệ sĩ đánh cô ta Ngay trước mặt người hầu như vậy Cục tức này làm sao mà nuốt trôi Bà Nhan không trả lời Trên môi nở nụ cười độc ác Không cần nói Như vệ sĩ cũng hiểu Nhanh chóng ra hình phạt với Liên Có thôi đi không Lão Chu nhị không được lên tiếng Những cái tát giòn giã rơi xuống mặt Liên Mặc cho lão gia chu và ông chính có can ngăn Hai người vệ sĩ cũng không dừng lại Bà Nhan còn biết Trước đây Liên đã ức hiếp Vân rất nhiều Thế nên hôm nay bà trả thù giúp cô Lão chu vội nói Cô muốn gì thì cô nói đi Nhưng cháu gái mình bị đánh Tâm của lão già cũng đứng ngồi không yên Tôi chỉ muốn chu ra các người nếm chút mùi vị thôi mà Bà Nhan chậm rãi đáp ra hiệu cho người của mình dừng lại hành động Trợ lý của bà nhanh chóng lấy bằng chứng tội phạm của ông Chu ra để trước mặt mọi người. Nếu tôi giao toàn bộ cho cảnh sát thì sao? Chu Giang, ông cũng có tội đấy. Bà trực tiếp lên tiếng. Cái đây vài năm trước, trong lúc say rượu, ông chính gây tai nạn chết người. Ông Giang và bà Châu biết chuyện này nhưng bọn họ cố tình tạo hiện trường giả nhằm che giấu tội ác cho ông chính. Bên bị thiệt hại gửi rất nhiều đơn kiện nhưng Chu Gia tiếp tục dùng tiền mua chuộc mà cũng thực tiếc khi trong tay bà có tất cả chứng cứ bất lợi cho ông chính Và lần này chính tay bà đưa ông ta vào tù Đối với Nhan Kim Oanh mà nói Trong lòng bà hiện tại chỉ có hận Nếu không phải trước đây ông chính mượn rượu cưỡng hiếp bà Thì bà Nhan sẽ không bị cả chu ra khinh bỉ Nhận những lời sỉ nhục từ người khác Nhưng bây giờ bà không còn quan tâm nữa Dù gì bà cũng chẳng còn là Nhan Kim Oanh của năm xưa Bà lấy nó ở đâu? Chỉ cần bà không nói ra, muốn bao nhiêu tôi cũng cho bà. Bởi vì sợ mình phải ngồi tù, thế cho nên ông chính mới che giấu chuyện này rất nhiều năm, và ông ta còn chi một số tiền khá lớn cho vụ này dần lắng xuống. Tôi chẳng cần tiền, cũng chẳng cần bất cứ một cái thứ gì cả. Cái tôi muốn, đó chính là hủy hoại các người mở miệng ra là tiền và tiền bọn họ nghĩ mình giàu có lắm à nếu thực sự có nhiều tiền như vậy bà nhan muốn xem bọn họ làm cách nào gỡ dối chuyện này chu giang đáp cô nghĩ cô có bao nhiêu bằng chứng đó thôi khiến chu ra sụp đổ đấy à còn nữa bố không có mắt đọc ư à? ông cũng có góp vui trong đấy đấy đúng là ba con thì giống nhau ông chính gây tai nạn chết người còn lão giang chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng không sao để ba con ông giang và trong tù được đoàn tụ lão chu đọc xong lập tức vò nát tờ giấy lão tức giật đưa mắt nhìn nhan kim oanh những thứ này mẹ cô làm sao có được lão cố gắng xóa sạch tất cả nhưng vì sao lại nằm trong tay mẹ cô yên tâm đi trước khi tới đây tôi giao toàn bộ cho cảnh sát và báo chí rồi chu ra các người cũng chuẩn bị tinh thần thôi có nữa nếu tôi nghe được những lời thô tục từ mẹ con bà thì đừng trách tôi nặng tay Bà Nhan đánh ánh mắt qua mẹ con bà Châu đang ngồi dưới sàn, bà lên giọng nhắc nhở, "Chỉ đánh thôi còn nhẹ, nếu có lần sau, bà xử lý nặng nề hơn." Liên bị đánh đến nỗi hai má cô ta đỏ ửng, trong miệng cô ta còn có cả máu. Đến giờ phút này, Liên cũng không dám mở miệng đáp trả mẹ cô. "Đi về thôi." Bà nói xong thì cất bước ra ngoài. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ rồi, phần còn lại bà giao cho cảnh sát vào cuộc bà quen với cục trưởng và rất thân chắc chắn lần này bọn họ không thoát tội được đâu chết tiệt lão chu dù gậy đập mạnh xuống bàn còn tay xô ngã chiếc ly thủy tinh xuống mặt đất vẻ mặt ông lúc này vô cùng khó coi mẹ cô rời đi chưa bao lâu cảnh sát có mặt ở chu ra bắt người ban đầu lão chu và ông chính rất cứng miệng nhưng cuối cùng thì đều bị đưa đi phóng viên cũng có mặt khá đông trước cổng để chờ hóng tin tức bên này phó thừa hân cũng có bằng chứng của tập đoàn xin của mình hoàn toàn trong sạch anh lạnh giọng ra lệnh cô mở cuộc họp báo mời tất cả giới báo chí đến đây ngay bây giờ vâng chủ tịch đến lúc mọi chuyện sáng tỏ anh im lặng ba ngày là quá đủ anh vừa cập nhật tin tức thì biết rằng chu giang và chu chính bị bắt trong đầu anh nghĩ ngay mẹ cô làm nhưng không ngờ bà nhanh hơn cả anh vài phút sau đó hân có mặt ở buổi họp báo các phóng viên ngồi dưới hàng ghế vô cùng đông Phó Tổng Hôm nay ngài mở hộp báo là có chuyện gì vậy Phó Tổng Ngài giải thích thế nào vụ lùm xùm công ty trong những ngày qua Phó Tổng Chúng tôi và người tiêu dùng rất mong muốn nghe câu giải thích từ ngài Anh vừa cất bước vào trong Tất cả phóng viên nháo nhào Bọn họ đặt cho anh rất nhiều câu hỏi khác nhau Mọi người bình tĩnh đi Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này Nhằm làm sáng tỏ mọi việc của công ty thẩm mỹ xin vừa qua Lời anh vừa dứt Trợ lý Trần đưa tất cả mọi bằng chứng lên máy chiếu trình chiếu sau lưng anh. Trên đó có tất cả chứng cứ chứng minh công ty anh hoàn toàn trong sạch. Phóng viên bắt đầu ghi hình và chụp lại tất cả. Bọn họ chờ đợi mấy ngày nay, cuối cùng thu được tin tức hay từ anh rồi. Chúng tôi giao toàn bộ bằng chứng này cho phía cảnh sát và đang điều tra làm rõ. Kết quả sẽ có sớm nhất. Như mọi người biết, tập đoàn mỹ phẩm của chúng tôi không hề sử dụng các chất bảo quản có hàm lượng cao. Và bây giờ cũng thế Phó thừa hân tôi lấy danh dự của mình Cam đoan với mọi người Những ai cố tình hãm hại Hay đưa ra tin tức xấu về tập đoàn Nhất định tôi không để yên Đặc biệt là Chu Thị Anh chỉ nhắc nhẹ Chu Thị thế thôi Cũng không nói quá nhiều về chuyện của bọn họ Tôi xin khẳng định lần nữa Tập đoàn mỹ phẩm xin của chúng tôi Hoàn toàn trong sạch Không bao giờ sử dụng những chất gây hại đến người tiêu dùng Cảm ơn mọi người tham dự buổi họp báo hôm nay Cảm ơn mọi người luôn tin tưởng vào chúng tôi Không cần giải thích quá nhiều Anh chỉ nói đúng trọng tâm thôi Còn chuyện khác thì xong việc anh sẽ tính tiếp Phóng viên bắt đầu đặt ra câu hỏi cho anh Ở lại buổi họp báo hơn 15 phút Thì lúc này anh rời đi Về đến phòng làm việc Anh bắt tay vào chuyện của Chu Thị Mẹ cô đưa Chu Giang và Chu Chính vào tù Vậy thì công ty bọn họ giao cho anh Chu Thị giao cho em đấy phải khiến công ty phá sản trong vòng một ngày Anh điện cho phó hành ra lệnh Phó hành hỏi lại Được rồi, anh hứng thú với chu thị không? Không đâu, nếu em cần thì cứ lấy Anh nói xong tắt máy Những công ty kém phát triển đó Anh không cần tới Luật sư võ khởi kiện chu Giang cho tôi Tôi muốn lão già đó phải chết trong tù Khi nhắc đến chu Giang Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo Lão già đó ngoài 60 Vậy thì cứ để nửa phần đời còn lại trong ngục tù đi tôi hiểu rồi thưa phó tổng luật sư võ là người đại diện cho công ty cũng là luật sư giỏi nhất nhì thành phố này anh giao việc cho luật sư võ thì cũng vô cùng yên tâm anh chỉ việc lo chuyện công ty mình thôi những vấn đề khác đều có phó hành và trợ lý trần lo liệu thay anh tin tức chu giang chu chính bị bắt còn chu thị có nguy cơ phá sản được lan truyền khắp nơi chu tống cũng nhận được tin này anh đã biết trước thể nào cũng có ngày hôm nay chu tống có nhắc nhở ông nội anh rồi thế nhưng chu giang không nghe và đây là kết quả chu tống hiểu rõ một khi anh và ông nội bị bắt khó có thể thoát ra con nghe anh đang suy nghĩ chuyện gì đó thì điện thoại rung lên liên vừa ngất xỉu vào bệnh viện chu tống à con đến đây đi bà châu vừa nói vừa khóc thôi được rồi mẹ đợi chút nói xong chu tống tắt máy sau đó anh cầm áo khoác của mình cất bước ra ngoài Vài phút sau, anh có mặt ở phòng bệnh của Chu Liên. Hỏi ra mới biết, lúc sáng bà Nhan mẹ cô đến Chu ra quả nhiên Nhan Tiểu Vân đã nhận lại mẹ. Hồi mới anh cứ nghĩ cô nói đùa với mình. Bà cho buồn bã Chu Tống à, có nghĩ cách đưa ba và ông nội ra đi. Bà ta không hề nghĩ rằng mẹ cô đủ khả năng điều tra mọi chuyện và thẳng tay gọi cảnh sát đến bắt Chu Giang và Chu Chính. Mẹ cô biết hoàn cảnh chúng ta hiện tại mà làm sao có thể đưa ba và ông nội ra nhanh như vậy nếu như ban đầu mọi người chịu nghe con thì đã không xảy ra vấn đề này không chỉ một khá nhiều lần chu tống nói với ông nội mình thế nhưng chu giang không hề để vào tai tự mình quyết định mọi thứ con đang vinh vực bọn họ đấy à chu liên như vậy là do mẹ cô ta cho người đánh vậy mà con đổ hết mọi lỗi lầm lên chu ra sau khi cảnh sát đưa lão chu và ông chính đi chu liên cũng ngất xỉu Bà Châu Hoảng hốt nhanh chóng đưa con gái vào bệnh viện xem xét tình hình thế nào. Nếu như Liên xảy ra việc gì, bà sẽ liều mạng với mẹ cô. Trước tiên mẹ xem lại con gái mình đi, Liên tính khí thế nào? Con là người hiểu rõ. Nếu như nó không làm chuyện gì quá đáng, người ta có ra tay với nó không? Con không bênh vực ai đâu, con chỉ đang nói đúng thôi. Chu Liên từ nhỏ sống trong sự cưng chiều của mọi người, thế nên cô ta vô cùng kiêu ngạo xem thường người khác. Cách ăn nói hay đối xử với Vân Thì chu Tống vô lần nhắc nhở em rồi Nhưng cô ta cứng đầu làm trái ý anh Suốt ngày ước hiếp cô Việc Liên bị mẹ cô đánh Thì phải có lý do riêng của nó Mày, mày hỗn láo Bà Châu tức giận vung tay tát chu Tống một cái Anh không nói không rằng đi khỏi phòng bệnh Tính cách của Liên hiện tại Một phần do mẹ anh quá nuông chiều Chuyện này anh không xen vào nữa Giờ giải lao Vi và Chi nghe ngóng tin tức Sau đó cho Vân xem này bạn trai cậu mở họp báo sáng nay làm sáng tỏ mọi việc đấy đâu tôi xem đúng là anh mở họp báo trong lòng cô vui mừng vì mọi chuyện được xử lý ổn thỏa chu giang chu chính cũng bị bắt bạn cô mở hình ảnh của chu giang chu chính bị cảnh sát đưa đi ừ mà kệ bọn họ cô không quan tâm chuyện này cho lắm cũng chẳng đau buồn vì người của chu gia bị bắt tự làm thì tất nhiên bọn họ phải tự mình gánh chịu trách nhiệm thôi Tuy chú chính là ba ruột Nhưng Vân chẳng hề cảm nhận được chút tình thương nào cả Nói đúng ra chu chính không đáng là một người ba chu ra sụp đổ rồi Để xem Lê Châu và Chu Liên sống thế nào Sẽ bọn họ còn khinh người được không Lần trước hai người họ cười nhạo anh nữa kia mà Bây giờ thì đến lượt mình Hai người bạn của cô không nói gì thêm Chu ra nhận kết quả này đều do bọn họ mà ra Đúng là rất đáng đời vừa ra tới cổng trường vân thấy hân đứng giữa lưng và xe chờ mình cô nhìn anh cười ngọt ngào sau đó cất bước vì anh cô biết kiểu gì anh cũng tới đón mình bởi vì khi anh có thời gian thì đều dành cho cô nhớ anh không em rất nhớ đấy quả đúng là vậy mà ở cạnh không nói Nhìn xa nhau thì cô luôn nhớ về anh từng giây từng phút anh không đáp cuối người hôn lên gò má cô cô ngượng ngùng đến đỏ mặt rồi nhanh chóng ngủ vào xe cô không ngại về hành động thân mật của anh bởi vì hai người thường xuyên thể hiện tình cảm với đối phương Nên chuyện đó cũng không là gì Nhưng có điều đây là trường học Còn là giờ tan học nữa Có biết bao nhiêu người ở đây Anh hôn cô như vậy không ngại mới là lạ Anh đưa tay xoa đầu cô Cố gắng thi tốt nhé Nếu như thế thì sẽ được thưởng đấy Ngày mai cô bắt đầu thi tốt nghiệp Anh phải có gì đó tiếp sức cho cô Thật không đấy, anh nói đấy nhá Nghe chuyện được anh thưởng tâm trạng cô phân khích trong đầu cô bắt đầu nghĩ xem mình cần quà gì nhỉ Ừ chắc chắn rồi Năng lực học của cô em biết rõ Chỉ là muốn cô gái nhỏ của mình vui thôi Dù chi bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề Anh lái xe về phó ra Ba mẹ anh có gọi điện kêu anh và cô đến dùng cơm Và lại hôm nay anh cho cả công ty tan ca sớm Thời gian còn lại anh ở bên cạnh cô Ba trai con mới tới ạ à? Ừ con ngồi đi Bà phó đang trong bếp Nên ba anh bắt buộc phải trả lời cô Chỉ là ba anh ít giờ ít nói Chứ trong lòng ông thì vẫn yêu quý cô Dạ bác gái đâu ạ à? Vẫn còn ở trong bếp ý Vâng vậy con và phụ bác ấy Cô nói xong nhanh chân đi vào trong bếp tìm bà Cứ để anh và ba ngồi nói chuyện với nhau đi Dọn cơm xong Vân lên tiếng gọi mọi người và dùng bữa Khi anh xử lý xong chuyện của chu ra Cô cảm thấy tâm trạng anh vui hơn hẳn Và cũng nói nhiều hơn thường ngày anh vậy cũng tốt miễn anh vui thì cô cũng vui dùng bữa cơm một phó ra xong anh và cô trở về biệt thự cô bước vào trong thấy mẹ đang loay hoay ở bếp mẹ làm gì thế ạ bà nhà đáp mẹ làm bánh cho con đấy vì lần trước cô qua nhà chơi bà thấy cô thích ăn các loại bánh bông lan cho nên hôm nay bà vào bếp làm cho con gái con cảm ơn mẹ vân ôm mẹ từ phía sau đầu cô dựa vào lưng bà hai người nhận nhau không bao lâu nhưng cô cảm thấy bà vô cùng hiểu mình những món ăn cô thích bà nhớ rất rõ và nấu cho cô Bây giờ Vân thực sự hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình Vừa có người mẹ đảm đang yêu thương mình Vừa có người bạn trai tài giỏi thì còn gì bằng nữa Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô khiến cho Hân cũng cảm thấy hạnh phúc Anh không nỡ phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người Cho nên chậm rãi đi lên phòng trước Con định học ngành gì thế? Dạ, con học kinh doanh Sau này giúp đỡ cho mẹ với cả anh Hân ạ à. Dù gì anh cũng đã điền vào nguyện vọng của cô trước đó rồi Bà anh cũng không cho cô đi học ở nơi khác Bắt buộc cô nhập học ở thành phố này Bà lại có mẹ cô ở đây Cho nên cô cũng đồng ý với anh Thôi được rồi Mẹ ủng hộ con đấy Bà không bắt buộc cô làm theo ý mình Cô cứ cảm thấy thoải mái là được Dù cô học ngành nghề gì sau này toàn bộ tài sản hiện có của bà thuộc về duy nhất cô Để cô có thời gian ôn bài Khi làm bánh xong Bà trở về nhà riêng của mình Hai người cách nhau không xa lắm rảnh rỗi bà sẽ chơi tiếp với cô Đến tối khi anh trở về phòng Thấy cô ngủ gật trên bàn học Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường Bây giờ gần một giờ rồi Anh cứ tưởng là cô đã lên giường ngủ trước Ai ngờ cô ngủ quên luôn ở trên bàn học Nằm cạnh cô Tay anh dịu dàng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Nhìn cô thức khuya ôn thi Khiến anh không đành lòng chút nào Nhưng không sao Vài ngày nữa là sẽ xong thôi Tầm 6 giờ 30 phút sáng Anh lái xe đưa cô tới trường Bà xã thi tốt nhé Khi cô vào trường Anh chúc cô những lời ngọt ngào Cảm ơn anh Cô hồn đáp lại anh một cái Nhận lời chúc của anh và mọi người Tất nhiên cô phải thi tốt Càng không thể để mọi người thất vọng Nghĩ đến sân trường Cô gặp Vi và Chi đang ở phía trước Và nhanh chóng lên tiếng gọi Vi, Chi à, chờ tớ Đúng là chỉ có thi cử Hai cậu mới đi sớm nhở Cô tiếp tục lên tiếng trêu bạn Hai người kia nghe cô nói thì tỏ vẻ không vui Nhưng đúng thật Bình thường hai cô đều đến trễ Chỉ có những ngày thi cử thế này Hai người mới thức sớm được Cái miệng nhỏ của cậu Gắn lúc cắm mới trêu trong người khác đấy Chi dùng tay nhéo nhẹ cái má cô Cô cười hì hì Tớ đùa thôi, Cậu đọc bài kỹ chưa đấy Cô cảm thấy thi cử này phiền phức Vừa thức khuya học bài Cũng không được ngủ nướng Cô với Chi gật đầu Cô thì không cần bàn tới nữa rồi Vân trước giờ nổi tiếng siêng năng Không chỉ thi Ngày thường cô cũng học bài rất kỹ Đúng 7 giờ sáng Tất cả mọi người tập trung ở phòng thi của mình Để chờ thầy cô sắp xếp chỗ ngồi Cô Vi và Chi không được thi cùng nhau Mỗi người mỗi một phòng riêng Sau khi đề thi được phát ra Vân đọc qua một lượt Trên môi cô nở nụ cười vui vẻ Đề thi quốc gia không khó khăn lắm nhỉ Cô chắc chắn môn này mình được điểm cao Anh trở về công ty Trợ lý Trần thông báo tin tức Về chuyện của Chu Thị cho anh nghe Chủ tịch, Chu Thị chính thức bị phá sản Chủ bị bắt Thử hỏi Chu Thị làm sao trụ được với sức ép của các công ty lớn như Phó Thị, Hoác Thị, Đỗ Thị Sớm muộn gì Chu Thị cũng sụp đổ thôi Tình hình bọn họ thế nào? Chu Chính bị giam giữ để lấy lời khai Nghe nói Chu Giang vừa mới đến cục cảnh sát Thì lên cơn đau tim phải nhập viện Và bên kia canh trường ông ta rất nghiêm ngặt à? Vì cú sốc quá lớn Hơn nữa ngay cả Chu Giang Cũng không tin được bản thân mình bị bắt Trước giờ ông ta làm việc cẩn thận Nhưng bây giờ bị một người phụ nữ Chân yếu tay mềm phá hủy mọi thứ Làm sao lão già đó chịu được đây Được rồi Cậu ra ngoài làm việc đi Vâng chủ tịch mạng người của chu gia không đáng để anh quan tâm tới và tất nhiên anh không rảnh rỗi để ý những chuyện đó chỉ cần chu thị phá sản là được đây là cái giá bọn họ phải gánh chịu giải quyết xong chuyện kia anh còn phải xử lý thêm một số vấn đề của công ty nhất định lần này nghiêm khắc hơn nhân viên của mình và tránh để trường hợp tương tự xảy ra công việc bận rộn thật nhưng anh vẫn nhớ thời gian đi đón vân hôm nay cô thi cho nên có về sớm hơn mọi ngày anh trầm giọng làm bài tốt chứ cô cười vui vẻ tất nhiên rồi ạ à? sáng nay chỉ thi hai môn nhưng cả hai cô làm tốt cả rồi nên tâm trạng cũng vui hơn hẳn đúng là giỏi thật đấy anh dùng tay xoa xoa đầu cô anh nói thừa nếu cô không giỏi thì nghỉ học từ lâu rồi cố gắng nào chỉ còn ba ngày nữa là xong lúc đó cô không cần thức sớm để đi học nữa em về nhà nghỉ ngơi đi lát nữa anh có cuộc họp cho nên không ở lâu với em được Vâng, vậy anh chở em về lại nhà mẹ đi Lúc sáng mẹ cô gọi điện bảo thi xong đến nhà bà chơi Mấy hôm nay rồi còn chưa đi cho nên cô đồng ý ngay Anh cũng không từ chối Anh lái xe đưa cô đến nhà bà Nhan Sau đó anh trở về công ty dự cuộc họp Mất thời gian đưa đón cô Nhưng anh không hề có ý kiến Anh còn cảm thấy rất vui là đằng khác Bởi vì cô là vợ anh Việc đưa vợ đi học đương nhiên là nhiệm vụ của anh và lại như vậy anh biết rõ ở trường cô gặp những ai, có ai theo đuổi vợ mình hay không. Tính anh chiếm hữu rất cao, anh không muốn cô tiếp xúc với ai ngoài anh. Cho đến 6 giờ chiều, anh tự giác chạy đến nhà bà Nhan đón cô. Cháu chào bác ạ." À. Anh cất giọng tròi mẹ cô. "Ừ, um, con ngồi đi. Công ty thế nào hoạt động bình thường chưa?" Bà đặt ly trà xuống bàn nhẹ giọng hỏi anh. "Bà biết rõ để tìm kiếm những bằng chứng kia phải mất kha khá công sức." Nhưng anh chỉ xử lý việc đó trong vòng 3 ngày Cũng đủ hiểu năng lực của anh thế nào Ngày như vậy bà càng yên tâm giao con gái mình cho Dạ vẫn chờ giấy quyết định của cấp trên Con đã gửi bằng chứng để bọn họ điều tra lại Bà yên tâm vài ngày nữa sẽ ổn ạ à? Bà gật đầu Xem như thời gian này cho anh nghỉ ngơi chút Sau khi có quyết định đến lúc đó anh cần bận rộn hơn nhiều Thấy anh ngồi đó cô nhanh chân đi tới Anh đến rồi đấy à Ừ em ăn gì chưa Sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất Lần nào anh cũng hỏi cô Em chưa, em đang đợi anh cùng ăn đấy Quen ăn cùng nhau Cô đợi anh đến đón mình Sau đó dùng bữa chung Nhìn cô và anh hạnh phúc thế này Người làm mẹ như bà Nhan cũng cảm thấy vui mừng không kém Nhìn nụ cười của cô Sự cưng chiều của anh dành cho Vân Thì biết con gái mình tìm đúng người Từ nhà mẹ mình trở về phó viện Thì cũng hơn 7 giờ tối Cô bắt đầu chuẩn bị bài tiếp theo cho ngày mai Bà xã này Anh đột nhiên lên tiếng gọi cô Tối nay anh không qua thư phòng làm việc Trực tiếp xử lý công việc ở phòng luôn Anh ngồi trên giường Còn cô ngồi bàn học Hai người cách nhau có vài bước chân Em đây Anh mắt chăm chú vào bài tập Miệng thì trả lời anh Sao không nhìn anh Ít nhiều cô phải xoay đầu nhìn anh một cái chứ Em đang học mà Anh nói đi Vài phút sau không nghe anh nói chuyện Bật ra quay đầu nhìn anh thử xem Sao nay lại giở cái tính trẻ con thế này Này Anh làm gì thế vừa mới quay người anh bất ngờ bế bổng cô lên anh bế cô lên sau đó ngồi xuống ghế anh không nhanh không chậm vùi mặt vào hõm cổ cô em có làm bài đấy thì em làm đi anh ngồi đây xem gì mà ngồi đây xem bộ anh không định làm việc à cô lười biếng cho nên mặc kệ anh nhưng có điều khi cô ở cạnh anh thực sự không kiềm chế được hai người ngồi như vậy cho đến 9 giờ mới về giường ngủ bởi vì lúc chưa ở nhà mẹ mình cô ôn lại bài rồi Bây giờ học nhiều đó cũng thấy đủ rồi Cuối cùng Vân thi tốt nghiệp xong Trong lòng cô nhẹ nhõm vô cùng Vậy là ngủ nướng thoải mái rồi Nghỉ hè các cậu có định đi đâu không? Vì hỏi hai cô bạn Trong thời gian ngồi trên lớp Cô chờ giáo viên chủ nhiệm đến Thì ba người nói chuyện với nhau Tất nhiên là phải đi du lịch Hai người kia bắt đầu đưa mắt nhìn cô Chuyện đi du lịch cô còn chưa tính gì cơ Tớ thì chưa biết nữa Chuyện đó tớ về bàn tính với anh ấy sau trời đất phó tư hân yêu cậu như vậy chắc chắn đồng ý thôi mà có gì tôi báo lại với các cậu nhé đúng là anh yêu cô thật nhưng anh cũng không chiều cô quá nhiều vậy đâu bản thân cô muốn đi du lịch một lần bởi vì trước giờ chưa từng đi bất cứ nơi nào nhưng về nhà cô nhất định đề cập với anh xem 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 anh đồng ý hay không mỗi năm hè tới vi và chi rủ cô đi chơi nhưng thời điểm đó làm sao cô đủ khả năng đi được nếu như cô đồng ý hai người bạn cô dư sức lo cho mình Nhưng Vân sao có thể chấp nhận Như vậy rất ngại và cô không muốn làm điều đó Ở lại trong lớp tầm 10 phút Nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò đôi lời xong Sau đó mọi người bắt đầu ra về Cô gọi điện kêu anh đón rồi Thế nên Vân đứng đợi anh ở một bóng mát gần trường mình Ban đầu anh định đến trước chờ cô Nhưng Vân từ chối Ngay cả cô cũng không biết khi nào mình xong Thì sao bắt anh chờ được Mới lại từ công ty của anh đến trường cô Chỉ mất tầm 10 phút lái xe Cô khá gần mà Vân đang đứng Đột nhiên có chiếc xe màu đen dừng trước mặt mình Cô nhận ra chiếc xe đó không phải của anh Nên chân bất giác lùi về phía sau vài bước Cô nhìn chằm chằm cái xe Có cảm giác không an toàn Cho nên cô quay người rời đi Nhìn rất nhanh Một tên áo đen đi xuống và đuổi theo cô Muốn tôi ra, có ai không cứu tôi Cô vùng vẫy thoát khỏi tên kia Miệng không ngừng la hét Cô chỉ mong có ai đó đến cứu mình thôi Hai tay giữ chặt lấy Vân Khiến cho cô thực sự sợ hãi Tiếng hét của cô rất ồn Người áo đen vung tay tát thẳng mặt cô Rồi nhanh chóng kéo cô lên xe Vân cố gắng phản kháng kéo dài thời gian Để kịp cho anh tới đây Nhưng những người có mặt ở đây không dám làm gì Bởi vì bọn họ đều là học sinh Sức lực cũng chẳng bằng ai Mày thả thiếu phu nhân của bọn tao ra Thật may mắn người của anh kịp thời tới Đám người mà anh phải tới theo cô khá đông Khiến cho tên kia rụt rè Nhanh lên Vừa nói vừa tiến lên tiếp cận hắn ta Tiếng súng vang lên Do những người đến bảo vệ cô nổ phát súng Và trúng ngay chân trái của tên kia Thấy mình bị thương hắn nhanh chóng rời đi Tên áo đen kia không tước gì Đẩy mạnh cô về phía trước Sau đó bọn họ vội vàng lái xe chạy Cú đẩy mạnh của bọn kia Làm cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất Đám người của cô mau chóng chạy tới đỡ cô lên Nhưng chân cô hiện đau quá Ngay cả đứng cũng khó khăn Lúc này tự nhiên có vòng tay bế bổng cô lên Là phó thừa hân Chuyện gì thế này Anh đưa mắt nhìn đám người kia lạnh giọng hỏi Vì cài xe anh tới muộn một chút Nhưng tới nơi thấy cô bị ngã Một người quan tâm vợ như anh Sao tới chậm trễ thế này Mà chân bốn càng anh bế cô lên Thấy dấu tay trên khuôn mặt cô Anh biết đây không phải là cô tự ngã Thiếu ra khi nãy có chiếc xe màu đen tới đây một bác cóc thiếu phu nhân Chúng tôi sẽ điều tra rõ Thiếu gia yên tâm Được rồi tôi giao cho cậu Đôi mày anh cau lại Đám người kia lá gan thật lớn Dám động đến cô thì anh khiến bọn họ chết không nhắm mắt được Anh bế cô lên xe Trợ lý Trần mau chóng nhấn chân ga chạy đi Vân nhìn anh cau mày Cô chậm chậm đưa tay vuốt nhẹ đôi mày của anh Em không sao đâu Anh đừng lo lắng mà Tuy vết thương không đáng ngại Nhưng chân cô khi chạm vào rất đau đã thế cô không thể tự đứng dậy Chắc là bị chật khớp mất rồi Đến bệnh viện đi Dạ vâng chủ tịch Anh phải cho cô kiểm tra xem Ngoài chân ra có bị thương chỗ nào khác không Trong lòng anh thực sự hối hận vì tới muộn Để cô bị người khác ức hiếp Nhìn cô đau trái tim anh cũng đau lắm Tay vuốt gò má cô Đợi tìm được đám người kia Anh nhất định trả thù thay cho cô Còn đau không Không Hân à em không cần đến bệnh viện đâu Em có bị sao đâu nào Đến bệnh viện thì được Nhưng cô không muốn để mẹ mình Rồi ba mẹ anh phải lo lắng Về thường có gì nghiêm trọng đâu Có khi ở nhà vài ngày cũng tự khỏi được Chỉ xem chân thôi, nghe anh đi Cô gật đầu không đáp Anh nói thế rồi cô từ chối làm sao được Thôi thì cứ đến bệnh viện xem tình hình thế nào Từ bệnh viện trở về nhà Anh lần nữa bế cô vào trong Sau đó để cô ngồi trên ghế phòng khách Bác sĩ nói chân cô không sao, chỉ là bong gân nhẹ thôi, nhưng vẫn phải hạn chế đi lại trong ngày. Vân, con làm sao thế? Bà nghe tin con, bà nhanh chóng chạy tới phó viện gặp cô. Sao mẹ nắm bắt tin tức nhanh thế nhỉ? Cô còn chưa nói gì. Cô nhìn qua anh, ánh mắt nghi ngờ. Lại là anh nữa. Con không cẩn thận con ngã thôi ạ, à? mẹ đừng lo mà. Cô không muốn nói quá nhiều, sợ mẹ càng thêm lo nghĩ cho nên nếu giấu được thì cô giấu thôi này hân trả lời bác những lời vân nói có phải sự thật không bà không tin cô tự ngã bởi vì cô không thể bất cẩn đến mức như vậy anh đáp chuyện đấy con nói với bác sau nhìn cô chằm chằm như thế sao anh dám nói cô đang bị thương thế nên anh không nỡ để cô giận mình bà nhan chậm rãi lên tiếng thôi được rồi lát nữa mẹ đưa con về lần này mẹ sẽ chăm sóc cho con Cô gật đầu đồng ý Thi cử xong rồi Cô muốn có nhiều thời gian bên cạnh mẹ Ở lại phó viện một chút Vân và mẹ bắt đầu xuất phát về nhà Ngồi trong xe Bà thăm dò hỏi lý do mãi Nhưng cô không chịu nói thật Trong đầu cô đặt dấu hỏi lớn Đám người đó là ai Vì sao đến gây chuyện với cô Chẳng nhẽ do người của Lê Châu phái tới để trả thù cô Nhưng thực sự chỉ có mẹ con Lê Châu là đáng nghi nhất Bà nhan lên tiếng hỏi quản gia quả ra được con bé về phòng giúp tôi vâng bà chủ vân được quản gia đưa lên phòng con bà ngồi ở phòng khách lấy điện thoại ra gọi bà châu bà dám cho người đếm kiếm chuyện với con tôi à bà nhàn nghiến răng từng câu từng chữ mẹ cô tinh mắt lắm bà phát hiện không chỉ chân ở tay và mặt của cô dấu tay trên khuôn mặt đã lặn bớt nhưng mà bà vẫn có thể thấy không cần biết cô tự ngã hay có người tác động nhưng với bà không cần điều tra bà tự hiểu bà không có bằng chứng thì đừng có ngậm máu phun người tôi không sợ bà đâu bà châu vênh vênh đáp lại miệng nó không sợ nhưng ánh mắt thì tỏ rõ sự lo lắng đúng là mẹ con bà ta kêu người đến trường bắt cóc cô để trả thù bà nhan và hân nhưng cuối cùng mọi chuyện bại lộ số cô thật là may mắn nếu không chắc lần này mẹ con bà ta sẽ không tha cho cô bà muốn chứng cứ thì có bằng chứng thôi đến lúc đó hậu quả thế nào mẹ con bà tự gánh nên nhớ, tôi không phải nhan kim oanh của ngày xưa để mặc bà ức hiếp. Nếu bà dám động được con gái tôi, tôi không tha cho bà đâu. Trước đây bà nhan từng bị bà Châu thuê người đến giết. Nên bà hiểu mẹ con bà ta thủ đoạn thế nào. <laughs> tao làm đấy thì làm sao? Chính mày hại gia đình tao tan nát. Tao phải bác con gái mày chịu tội. Nhan kim oanh, tao chuyện trước đây không giết chết mày. Liên là người lên kế hoạch bà ta thì thuê người đến bắt vân mẹ con bà ta chỉ có một mục đích giết chết cô mới rửa hết uất hận trong lòng mọi chuyện là do vân mà ra vậy thì tôi nói cho bà biết hân đang cho người tìm kiếm những kẻ liên quan vụ việc nếu bà không sợ chết thì đừng chạy trốn bà nhàn nói bằng giọng điệu khinh bỉ sau đó tắt máy nếu bọn họ có gan ngồi đó chờ chết đi nhưng dù mẹ con bà ta có chạy đến nơi nào cũng không thoát được đâu nghe những lời từ mẹ cô khiến bà châu run sợ anh đang tìm kiếm à không được bà ta không thể ngồi chờ chết được gọi cho liên xong bà nhanh chóng sắp xếp đồ và đặt vé máy bay bây giờ mẹ con bà ta lo cho mình trước đợi mọi chuyện êm xuôi rồi trở về sau trời chập tối hân cùng ba mẹ mình và phó hành có mặt ở nhà mẹ cô một phần ông bà phó đến đây thăm cô khi nghe tin cô gặp chuyện ở trường Phần còn lại mọi người cũng biết Hàng bà muốn bàn chuyện hôn sự cho anh và cô Dù sao yêu nhau đủ lâu Cũng nên để gặp mẹ cô nói về chuyện đính hôn Hà bác mới tới à Vừa hay cô cũng đang ở phòng khách với mẹ Sao hôm nay cả nhà anh đến đây đông đủ thế này Bộ có chuyện gì ư Con ngồi đi không cần phải đứng lên đâu Chân con còn đau mà Bà phó nhẹ nhàng lên tiếng Bà nhan thấy vậy bảo Thứ lỗi vì tôi không biết ông bà đến đây Nên tôi không ra đón được nếu bà biết từ đầu Bà cho người chuẩn bị thức ăn tiếp đãi ba mẹ anh Ông phó nhàn nhạt, nhạt, nói Không sao đâu chúng tôi đến thăm Vân mà Có chuyện quan trọng Chúng ta cần bàn bạc với nhau nữa Được rồi được rồi mời ông bà ngồi Nhìn mẹ mặt hớn hở của mẹ anh Bà Nhan cũng đoán phần nào Lần trước tôi cũng nói với bà về chuyện đính hôn cho hai đứa Nhân tiện Vân Thi xong rồi Tôi muốn tổ chức buổi tiệc đính hôn luôn Ý bà thế nào Đúng, lần trước hai người gặp riêng và nói chuyện này với nhau rất rõ. Hôm nay ông bà phó lên đây muốn xác nhận một lần nữa. Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng cứ để chân Vân khỏi hẳn đã. Sau đấy chúng ta tổ chức một tiệc đính hôn. Ông bà thấy thế có được không? Tất nhiên là đồng ý. Anh và cô yêu nhau như vậy. Làm sao bà nhan nỡ ngăn cản? Với lại chỉ cần có gái bà hạnh phúc thì bà cũng vui. Được rồi không gấp không gấp, cứ quyết định vậy. Chân cô không quá nghiêm trọng Thời gian bình phục cũng nhanh Chờ đợi một chút thì cũng không vấn đề gì Anh và cô ngồi im lặng Cho hai bên người lớn nói chuyện với nhau Bình thường anh không kiệm lời Tới nỗi không nói được câu nào Nhưng hôm nay anh để cho ba mẹ mình lo liệu tất Không phải anh ngại Mà anh thực sự không biết nói gì Không biết bắt đầu từ đâu Dù sao đi nữa đây là lần đầu tiên anh đi hỏi vợ Sau khi nói chuyện Và ở lại dùng bữa cơm xong Phó hành đưa ba mẹ về phó ra còn anh ngồi ở phòng khách với cô Chân cô bị đau nên không tiễn ba mẹ anh được Cô lên tiếng hỏi Thưa Hân, anh không về nhà à? Không, tối nay ngủ với em Lần trước không có cô bên cạnh Anh mất ngủ cả đêm Cho nên lần này anh rút kinh nghiệm rồi Đây là nhà mẹ em mà Thôi về đi, rồi mai mình gặp cũng được Đây không phải phó viện của anh Với lại cô sợ mẹ mình không đồng ý thôi Con muốn ngủ ở đây á mẹ cô lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người vâng tối nay con ở lại chăm sóc cô ấy hân rất thẳng thắn trả lời mẹ cô đúng thôi tính cách anh trước giờ vẫn luôn là như thế được rồi con cứ ở lại đi bà nghe anh và cô nói chuyện với nhau anh muốn ngủ ở đây cùng cô thì bà cũng không ngăn cản dù sao trước giờ hai người vẫn ở chung bà cũng rất thoải mái về vấn đề này cảm ơn bác gái ạ nói xong mẹ cô lên phòng trước để cho hai người có thời gian không gian riêng vân đưa mắt nhìn anh người đàn ông này sao lúc nào cũng bám dính lấy cô chứ bà dã em không vui khi ngủ cùng anh đấy à anh chậm rãi nhìn cô lên tiếng cảm anh đặt trên vai cô bộ dạng lúc này chẳng khác gì đứa trẻ làm nũng với mẹ cô cười cười đáp đâu có đâu em rất vui mà nhìn xem nhìn xem anh như vậy làm sao cô nỡ để anh buồn đây vậy tối nay có điều bất ngờ cho em đấy Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng gian xảo Điều bất ngờ ư? Là gì chứ Vân lộ rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt Không đợi cô phản ứng hay suy nghĩ quá nhiều Anh bế bổng cô lên Đôi chân xài bước bế lên phòng Này Hân à Chân em còn đau không thể đâu Cô liên tục từ chối anh Bây giờ cô mới hiểu ý anh Bộ anh bị điên à Không thấy chân cô đang đau Lòng bàn tay cũng bị chảy thế này Anh muốn làm chuyện đó ư trong đầu anh toàn nghĩ những chuyện đi đâu vậy chứ Anh đặt cô lên giường Em yên tâm đi Chỉ cần em nằm yên thôi Nhưng mẹ nghe thấy thì sao Thì nhỏ tiếng thôi Sau đó Hai người có một đêm ân ái đầy ngọt ngào Sau ngày hai bên gia đình gặp mặt Tới nay cũng một tháng Hôm nay hai nhà chuẩn bị lễ đính hôn Cho các anh và cô Vâng, có bắt đầu chuẩn bị được rồi đấy Vẫn vâng còn sớm mà mẹ Bây giờ 12 giờ trưa Tận mấy tiếng nữa mới tới giờ đãi tiệc Mẹ cô không cần gấp như vậy chứ Buổi sáng nhà trai mang sính lễ qua Hai bên quyết định từ trước Chọn buổi chiều là giờ đãi khách Tầm 5 giờ mới đãi tiệc Mẹ cô bây giờ đã hối thúc cô Trang điểm các thứ có người làm rồi Cho nên cô cũng không lo Sớm cái gì nữa Con không chuẩn bị trước đi Đến lúc đấy không kịp đâu Xem ra bà nôn nóng hơn cả con gái Nên là ngày vui của cô Là ngày vui của bà Bà muốn mọi thứ phải hoàn thành xong trước giờ đãi tiệc Mẹ yên tâm có biết rồi Không cãi mẹ nữa cô đi lên phòng Nhìn đồng hồ có 15 phút thì bên trang điểm tới Thế là cô đi tắm trước đã Sau đó chuẩn bị thứ cần thiết như váy giày cao gót chẳng hạn Tầm 4 giờ chiều mọi thứ xong xuôi Lúc này Chi với Vi cũng tới để cùng với chung vui với cô Phần còn lại hai người muốn tới thẳng đây xem giúp gì được thì giúp mẹ con cô một tay Bác gái ơi hôm nay bác đẹp quá phải phải nhìn bác trẻ ra tận 10 tuổi luôn ấy ạ à. Hai cô bạn này từ gặp mẹ cô Đôi bên nói chuyện khá thân thiết Hai cái đứa này càng lúc càng dẻo miệng Là bạn cô bà Nhan cũng rất quý Ba người vừa nói chuyện vừa lên phòng tìm cô Vân cũng đã thay đổi xong cả Xong rồi xong rồi Đi thôi nếu không muộn giờ mất Là chủ tiệc bà cần đến sớm một chút để đón khách Bà Nhan đi tới chỉnh váy giúp con Bà nhìn ngắm cô sau đó nở nụ cười thực sự con gái trưởng thành rồi càng lúc càng xinh đẹp chỉ có hai mẹ con nhưng bà vẫn có thể lo toan mọi việc và vân cũng chẳng cần ba làm gì cô và mẹ sống như vậy quá tốt rồi đúng không kể từ khi chu gia xảy ra việc cô hoàn toàn không liên lạc hay nhận chút tin tức về họ cô chẳng cần quan tâm tới những chuyện không đâu tài xế bắt đầu đưa bốn người đến địa điểm diễn ra buổi lễ đình hôn cả phó gia còn đến trước cả mẹ cô một bước hân đang đứng ngoài cửa để chờ cô tới ông bà phó nôn nóng không khác gì mẹ cô mới lại hai nhà làm chung mà ai đến trước cũng được cả buổi lễ đình hôn được tổ chức vô cùng sang trọng mời rất nhiều khách quý tới tham dự hơn nữa hân là đại thiếu gia phó gia càng không thể làm qua loa khi xe dừng trước nhà hàng anh vội vã đi ra gặp vợ lo cho buổi đính hôn hai người ba ngày không gặp nhau thế nên thực sự nhớ cô đó là lý do anh gấp gáp như vậy con chào mẹ ạ Ừ con dìu Vân ra đi mẹ vào trước nhé Bà Nhan biết để đôi vợ chồng mau chóng gặp nhau Vì với Chi cũng đi theo mẹ cô vào trong Hân cúi đầu vào trong xe Thấy cô ánh mắt anh cứ dán chặt vào Chiếc váy trắng dài cúp ngực khiến cô trở nên xinh đẹp Anh chăm chú ngắm nhìn cô không rời mắt Xinh đến động lòng người là có thật mà Bà xã vào trong thôi Cô đưa tay cho anh nắm rồi hai người cắt bước vào trong Sợ cô không quen vì chiếc váy trên người quá dài anh rất cẩn thận dìu cô Còn nâng váy giúp cô nữa Hân à Anh vừa phong độ vừa đẹp trai thế này Sau này chắc em phải cực lắm đây Cô đưa tay chạm lên cảm anh nhẹ giọng Anh rất hợp với vest Cô thích anh mặc như thế Vì mỗi khi anh khoác trên người những bộ vest Trong khí chất của một tổng tài lạnh lùng hơn bao giờ hết Cộng thêm cái nét điển trai vốn có Càng khiến anh thu hút ánh nhìn Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi Cô nói một thì anh hiểu tới mười cô đâu cần lo lắng chuyện đó cuộc đời của anh chỉ dành duy nhất cho một mình nhan tiểu vân và hơn nữa trước giờ anh chưa từng có suy nghĩ rời bỏ cô làm cô tổn thương hay bất cứ vấn đề gì anh cũng hứa với cô thế nên nhất định làm được điều đó ngay cả anh cũng không ngờ một ngày nào đấy bản thân yêu cô nhiều như vậy cô nở nụ cười ngọt ngào tất nhiên hài lòng với câu trả lời của anh Nói không lo thì không đúng Trước đây cô sợ ngày nào đó anh thay lòng Và cũng sợ anh rời xa mình Nhưng cô vẫn đặt niềm tin ở anh Bởi vì tình cảm của anh Chính cô là người hiểu rõ Cô sẽ cố gắng hơn nữa vì hạnh phúc của cả hai Anh và cô trao nhận đính hôn cho nhau Dưới này Vi và Chi rơm rớm nước mắt Bọn họ vui vì cuối cùng cô tìm được người bên cạnh mình Này, cô đang khóc đẻ Vi Phó hành lên tiếng trêu chọc Vi thì sao? mặc kệ tôi chứ. Vì khó chịu đáp lại. Bộ anh không chọc vi là không ngủ ngon à? Phó Hành nhếch môi. Chỉ là đính hôn thôi có cần khóc không? Đúng là phụ nữ hay mít ướt. Tự hỏi xem, ai mà không muốn bạn thân mình hạnh phúc đúng không? Người như Phó Hành làm sao có thể hiểu được? Vì sợ cô mệt, những việc như mời rượu hay đi chào hỏi khách do ông bà Phó và mẹ cô, anh, Phó Hành và mạnh bạn anh làm tất còn Vân chỉ việc ngồi cùng với bạn mình Vi này tôi thấy Phó Hành có vẻ để ý tới cậu nhỉ Khi nãy ngồi chung bàn với nhau Vân chú ý tới hai người họ Còn thấy Phó Hành gắp thức ăn cho Vi Nhìn Phó Hành và Vi cũng đẹp đôi đấy chứ Trong lòng cô cũng muốn gán ghép hai người Vi lên tiếng phản bác Để ý cái gì cậu đừng có mà nói lung tung Tôi ghét cái tên lăng nhăng đó lắm Cả thành phố này ai mà không biết Danh tiếng nhị thiếu gia phó gia Xung quanh anh có không ít phụ nữ vây quanh Vi không thèm những người như Phó Hành đâu Cậu đừng quan tâm những chuyện đó Nhớ đâu khi yêu cậu rồi Phó Hành thay đổi thì làm sao Đúng là Phó Hành quen nhiều cô gái Nhưng những cô gái đó anh đều không yêu thực lòng Thôi 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 Cậu đừng nhắc vấn đề này nữa Ăn thôi ăn thôi Giữa Vi và Phó Hành Hoàn toàn không có mối quan hệ nào Vi cũng không muốn nhắc đến hay đề cập tới chuyện yêu đương Không nói thì không nói Nhưng vẫn dám chắc một điều sau này Phó Hành và Vi sẽ trở thành một đôi cứ chờ mà xem Khoảng 9 giờ tối, tài xế đưa anh và cô về phó viện Ngồi trong xe, hai người đan tay chặt nhau không buông Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Thực sự lòng của anh rất nhẹ nhõm Vân là của anh rồi Lễ đình hôn đã tổ chức Chỉ chờ cô hoàn thành xong việc học Sau đó anh tổ chức lễ cưới Anh rất muốn kết hôn với cô càng nhanh càng tốt Nhưng mà cô nói rằng sau khi học xong đại học Lúc đó mới đồng ý lấy anh Mà mặc kệ, 4 năm thôi mà Anh đợi cô được 4 năm sau Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô Vân hoàn thành xong 4 năm đại học của mình 7 giờ sáng cô tự mình lái xe đến trường dự lễ tốt nghiệp Dù sao năm nay cô hơn 20 Cô cần phải biết lái xe Lỡ anh bật việc gì đó Thì cô tự mình đi giống như bây giờ Hân là người tập cho cô Và Vân cũng đã thi lấy được bằng lái rồi Đã lẽ sáng nay anh vào trường với cô Nhưng công ty có một số việc cần giải quyết cho nên cô rời khỏi nhà từ sớm. Anh cũng có nói lát nữa anh tới trường sau. Trong suốt 4 năm, tình cảm hai người vô cùng tốt, vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Đối với anh, tình yêu dành cho cô chỉ có thể tăng lên theo từng ngày. Suy đi nghĩ lại cũng đúng, bởi vì anh và cô gặp nhau cả ngày kia mà, ngoài những lúc cô đến trường ra, thời gian còn lại đều ở công ty cùng anh. Thế thì tình cảm không tốt lên mới là lạ. Cô vừa học vừa làm Trao dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân Một lát sau cô có mặt ở trường Vân nhanh chóng di chuyển đến nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp Chi nói Bọn tớ chờ cậu nãy giờ đấy Cả ba người học chung trường Có điều chỉ khác lớp thôi Tuy không học cùng nhau như thời cấp 3 Nhưng cô Vi và Chi vẫn thân thiết như vậy Ừ, vào thôi Ba người cùng vào trong Tìm được chỗ ngồi thích hợp Để lát lên nhận bằng tốt nghiệp nữa sau khi vân chi và vi được nhận bằng xong thì cất bước ra ngoài vừa hay cô thấy anh đứng cách đó không xa vân vui vẻ chạy tới hôm nay anh đến chúc mừng cô bà nhan bận việc ở mỹ tuần sau mới về thành phố ba mẹ anh cũng vừa đi công tác xa cô hiểu cho nên cũng không trách họ thưa ân anh tới lâu chưa mới thôi anh đưa tay xoa xoa đầu cô trên tay cô cầm tấm bằng loại giỏi bắt đầu dơ lên khoe khoang với anh anh có nói nếu cô tốt nghiệp loại giỏi anh thường lớn cho cô cô đang cố tình nhắc cho anh nhớ đấy anh nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ sẽ không quên mà cô nỗ lực học tập thế này sao anh quên những gì mình hứa với cô cô kiếng chân hôn lên môi anh hai người rất tự nhiên thể hiện tình cảm ở nơi đông người và chỉ là hôn thôi cũng đâu vấn đề gì đâu vì về chi đi tới cô nhanh chóng nhờ bạn chụp hình cho cô và anh vân muốn giữ kỷ niệm thực sâu sắc Em tốt nghiệp loại gì thế?" Giọng của Phó Hành vang lên, anh đến chúc mừng chị dâu, sẵn tiện hỏi thăm Vi. Trên tay Phó Hành cũng chuẩn bị hai bó hoa. "Loại giỏi đấy." Khuôn mặt Vi đầy tự hào trả lời anh. "Ừm, rất tốt." Sau đó Phó Hành tặng hoa cho Vi thay cho lời chúc của mình. Bao năm qua mối quan hệ hai người cũng tốt lên không ít. Nói đúng ra Phó Hành theo đuổi Vi, nhưng bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính chủ. "Tốt nghiệp rồi, Vi?" Bao giờ em cho anh đáp án Anh cúi thấp người trầm giọng hỏi Vi Khoảng cách quá gần khiến Vi có chút ngại ngùng Cô vội vàng lùi phía sau để tránh xa phó hành Em, em còn chưa suy nghĩ Nói xong cô ôm bó hoa chạy đi Đây là trường học và cũng có nhiều người Khi phó hành làm những hành động đó Khiến cho cô vô cùng xấu hổ Nếu như không chạy đi Cô không biết mình nên làm gì Chạy nhanh vậy à Tính đến nay phó hành yêu Vi cũng gần một năm rồi đã bao lần anh nói tỏ tình với cô Nhưng cô từ chối Thú thật đây là lần đầu tiên trong đời Phó hành bị cô gái từ chối Nhưng không sao Anh nhất định khiến cô chấp nhận mình Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp Mọi người cùng nhau đi ăn trưa Biết phó hành có ý với Vi Cho nên cô và Chi sắp xếp cho hai người ngồi gần đối phương Dùng bữa xong Anh lái xe đưa cô đến một nơi Vân cũng không hỏi thêm Mà ngồi yên để anh chở mình đi Vài phút sau Hai người dừng trước một công ty Vân khó hiểu nhìn anh Anh đưa cô tới đây làm gì chứ Mình vào trong thôi Anh nói xong nắm tay cô bước vào Nhân ngày lễ tốt nghiệp của cô Anh cũng muốn cho vợ một bất ngờ Mở thang máy ra Anh tiếp tục dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn Màu sắc nhẹ nhàng Trang trí đơn giản đúng với ý thích của cô Vân nhìn ngó xung quanh Ánh mắt cô dừng ở bảng tên được đặt trước bàn làm việc Nhan Tiểu Vân chứ vị chủ tịch Đó chẳng phải tên cô à Vẫn chưa tin vào sự thực Cô di chuyển tầm mắt qua anh Ý muốn hỏi anh chuyện này là thế nào Anh ôn nhu nói Quá tốt nghiệp của em đấy Vui không nào Biết thế nào cô cũng có biểu cảm này Đây là do một tay anh chuẩn bị Màu sắc là cách trang trí Theo sở thích của cô Hôm nay cô tốt nghiệp Anh tặng hẳn công ty mỹ phẩm cho cô Toàn bộ do cô đứng tên anh chuẩn bị trước vài tháng khi cô tốt nghiệp Và bây giờ công ty hoàn tất mọi thứ Chỉ chờ cô nữa thôi Anh thành lập công ty riêng cho cô Tất nhiên anh là cổ đông lớn nhất rồi Cả mẹ cô cũng có tham gia Vui Nhưng em phải học hỏi thêm rất nhiều Em sợ mình không có lo được đâu Dự tính của cô ban đầu Theo anh học hỏi thêm một vài năm nữa Sau đó mới tính chuyện mở công ty riêng Trước đây mẹ cô cũng có nhắc vấn đề này Nhưng cô từ chối không phải cô không bản lĩnh nhưng hiện cô chưa có kinh nghiệm nào cả làm sao mà cô quản lý tốt được anh tiếp tục nói em làm được mà chắc chắn làm được sau lưng em có anh em không cần sợ bất cứ cái gì hết đúng anh luôn đứng phía sau hỗ trợ mỗi khi cô cần anh tin cô sẽ làm tốt mọi thứ thôi được rồi em sẽ cố gắng hết sức cảm ơn ông xã cô cười cười hôn lên môi anh sau lời của anh cô thông suốt cô nhất định điều hành tốt công ty đưa công ty ngày một phát triển cũng không để mọi người phải thất vọng về mình thực sự không nghĩ anh chuẩn bị món quà cho mình lớn thế này đã thế lại còn giữ bí mật rất kỹ hầu như cô không hề nghe anh nhắc gì về chuyện này nhưng thực lòng thực sự cảm ơn anh về món quà này anh ôm cô trong lòng thấy nụ cười của cô anh cũng hạnh phúc lắm xem như công sức của anh mấy tháng qua được báo đáp ở lại một chút hai người trở về Ngày mai cô tới đây mua thêm ít hoa nữa, rồi chọn ngày tốt để khai trương. Mong là mọi thứ sẽ thuận lợi. Để khi hai bên gia đình sắp xếp công việc ổn thỏa, bắt đầu tổ chức hôn lễ cho anh và Vân sau hai tháng kể từ khi cô tốt nghiệp. Sáng sớm anh chạy tới nhà hàng nơi diễn ra hôn lễ chuẩn bị cho buổi tiệc chiều nay và là anh muốn tới đây xem mọi người thế nào. Còn nữa, do cô thích hoa hồng xanh, anh mua rất nhiều và cho người trang trí ở buổi lễ. Miễn cô thích là được. Rất nhanh giờ làm lễ tới Anh trên tay cầm bó hoa Từ từ tiến vào lễ đường Sau đó anh xoay người ánh mắt nhìn cô chăm chăm Bởi vì phía sau cánh cửa Chính là cô công chúa của đời anh Khỏe khắc thấy Vân mặc chiếc váy cưới xòe bồng bềnh Trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp Vì cô quá xinh đẹp Ánh mắt dịu dàng hạnh phúc của anh Mãi dõi theo bước chân cô Vân được mẹ mình dắt tay đi vào lễ đường Khâu khác gì anh Trên khuôn mặt cô chẳng thể giấu sự hạnh phúc Hôm nay những kỷ niệm đẹp đẽ Dù thế nào cô sẽ khắc sâu trong lòng Cuối cùng anh và cô chờ đến ngày Hai người cùng đứng ở lễ đường Khi trao tay cô cho anh Bà Nhan xúc động lắm Vân là người con gái bà yêu thương Gả cô đi bà cũng không nỡ chút nào Nhưng bây giờ cô lớn rồi Tới tuổi lập gia đình rồi Bà cũng không thể giữ con ở bên cạnh mình mãi được Bên cạnh cô có anh Sau này sẽ thay bà chăm sóc cô Bảo vệ cô Bà tin tưởng người con rể này sẽ làm được điều đó Chỉ nói vài câu với anh Sau đó bà cất bước đi xuống hàng ghế để ngồi Để khi anh và cô trao nhẫn cho nhau Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng Cả Vi và Chi đứng đó chụp cho cô những bức hình đẹp nhất Này, bao giờ em mới trả lời anh đấy? Anh đứng bên cạnh ghé sát tai cô hỏi nhỏ Vi Em... em có câu trả lời rồi đấy Anh có muốn nghe không? phó hành nhìn vi ánh mắt mong chờ anh chờ đợi lâu rồi thế mà bây giờ cô còn dám hỏi câu đó em đồng ý cô tiếp tục lên tiếng trước đây không thích nhưng lâu dần cô cảm động với anh và những hành động của anh vì cụ đã suy nghĩ kỹ rồi cả hai có tình cảm với nhau vậy thì vì sao không yêu nhau dù sao cũng thử qua một lần xem nào vừa đúng lúc cô dâu chú rể hôn nhau Cũng đúng là lúc mà phó hành chủ động hôn vi tiếp theo là mạnh và chi sau đó là minh và niên bạn gái của anh hôn lễ diễn ra suôn sẻ tràn ngập hạnh phúc không chỉ cặp đôi chính có cả người thân bạn bè cũng vui mừng không kém và các bạn thân mến đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này hãy chia sẻ dưới phần bình luận cũng như là đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại